The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam do Vion và VChannel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2, VChannel và V Giải Trí. Hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để được thưởng thức hàng ngàn những bộ phim 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và hơn 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Vion không thể rời mắt. Và cùng chúng tôi viewtelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chúng tôi, Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ, sở hữu thẻ tín dụng trực tuyến trong 30 phút. Những ngay vé The Masked Singer All Star Concert. Ngoài ra, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, cùng nhạc chất. Và thưa quý vị, qua rất nhiều tuần thi, hành trình chúng ta đang dần khép lại, cũng như là ngôi vị quán quân sắp sửa lộ diện rồi. Và chúng tôi tự hào khi được mang đến cho tất cả quý vị một sân khấu âm nhạc vô cùng hoành tráng. Những ký ức, những hoài niệm về tuổi thanh xuân, cũng như là những bài hát đang sở hữu top trending. Và ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tri ân tất cả quý vị khán giả bằng một đêm concert như đã hứa hẹn từ trước. Và ngay bây giờ thưa quý vị, đêm nay sẽ là một đêm thi vô cùng căng thẳng khi mà chúng ta chỉ còn lại top 5 mà thôi. Nhưng trước tiên hãy cùng chào đón những thành viên vô cùng đặc biệt của chúng tôi, đó chính là hội đồng cố vấn. Và đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu MC, diễn viên Trấn Thân. Ca sĩ Tóc Tiên. Ca sĩ Đức Phúc. Và cố vấn khách mời ngày hôm nay, một cái tên vô cùng đặc biệt, ca sĩ Mỹ Lan. Một chào mừng thật lớn để chào đón hội đồng cố vấn của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay em rất là vui mừng khi được chào đón chị Mỹ Linh đến với chương trình ạ. Điều đầu tiên là Mỹ Linh rất là vui, tràn đầy hứng khởi. Tại vì là thấy cái The Masked Singer Việt Nam là tràn ngập tất cả các mạng xã hội, tất cả các mặt báo, và chỉ mong nhận được lời mời để được vào đây tham gia chương trình. Nhưng mà lại có một cái điều kiện là mình muốn tham gia nhưng lại không muốn đeo mặt nạ. Thế thì may quá là cuối cùng cầu được ước thấy. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Em thì em vẫn ước là chị tham gia mà có mặt nạ nha. Rất là nhiều những lần mà hội đồng cố vấn là đoán tên chị Mỹ Linh luôn. Em nói thí dụ nha, nếu mà chương trình có mời chị á thì chị thích là một cái con gì? Cũng chia sẻ thật là cái mặt nạ nó to quá. Thế là mình ngồi trong nhà mình suy nghĩ bảo, nếu mà một lẽ nào đó mà người ta mời mình tham gia chương trình này, liệu mình có bị gãy cổ? Cái chương trình này nó hay á là vì giám khảo cũng không một ai biết là cái ca sĩ ở trong mặt nạ là ai. Muốn bí mật như thế nên ca sĩ không bao giờ được bỏ mặt nạ. Thế nên là sau khi mà quay xong chương trình này, nhiều ca sĩ là phải đi sửa cột sống rồi nha. Không, tụi em có một cái gọi là phòng riêng đó chị. Thế hả? Trong đó thì có Tháo chị. Thế sang năm cũng có thể cân nhắc nhờ. Đó, dạ vâng. Trời, chờ cả nhà ơi.
Nếu mà cô Mỹ Linh mà tham gia là em nghĩ là em sẽ đoán được đầu tiên. Ông làm sao mà đoán được? Em có xem Mỹ Linh Channel Thanh Nhạc giảng dạy chưa? Đúng rồi. Làm sao mà hát một giọng được? Làm sao thế? Bạn thấy để ý không, mấy người trong top 5 của chúng ta toàn là bậc thầy giọng hát không à? Mỗi tập là một giọng khác nhau, làm sao đoán được? Đấy. Và bây giờ câu hỏi dành cho hội đồng cố vấn thâm niên của tụi em, The Masked Singer Việt Nam đã để lại những ấn tượng như thế nào? Dạ, đối với riêng Tóc Tiên trong chương trình, cái khoảng thời gian mà tham dự The Masked Singer Việt Nam á, đó là những cái khoảng thời gian mà thực sự được đắm mình trong những cái gì tinh túy nhất của âm nhạc. Và đã lâu lắm rồi Tiên mới được ngồi một cái chương trình đầy cái tính chuyên môn trong đó như vậy. Và cảm thấy hãnh diện, tự hào khi được là một phần nhỏ xíu trong chương trình. Vì mong rằng là tất cả những cái sự yêu mến của khán giả dành cho The Masked Singer Việt Nam sẽ ngày càng tăng cao hơn nữa, để mà The Masked Singer Việt Nam không chỉ là top 1 trending nữa mà còn sẽ là chương trình hay nhất năm 2022. Em không hiểu sao, thực sự em rất là vui. Em vui rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay là ngày quay hình thì thực sự hôm qua em rất là nôn nao. Em nôn nao rất là nhiều và em bảo trời ơi, nhưng nên phải đến được cái ngày hôm nay để chứng kiến được những cái khoảnh khắc mà ngồi nghe live tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong cái bộ mascot thể hiện những cái ca khúc thật là hay. Và thực sự rằng là em chưa thấy một chương trình nào mà cái giọng hát và cái tài năng được đề cao nên và được tôn vinh nhất luôn, là vì chúng ta không thể thấy được cái hình hài của cái người mà trong cái bộ mascot đấy là ai. Thực sự rằng là đây là cái mà ngày xưa mà em vô cùng lấn cấn về cái việc rằng là vì cái ngoại hình mà quý vị khán giả không nghe cái giọng hát của mình, thì đến với cái chương trình này thì quý vị khán giả đến vì giọng hát và vì tài năng của tất cả những cái nhân vật trong cái bộ mascot đấy, chứ không phải là vì bất cứ một cái gì khác. Thì em mới thấy rằng là em thực sự may mắn và biết ơn chương trình vì đã cho Đức Phúc cơ hội đến ngày hôm nay để có thể đồng hành cùng với chương trình. Đã. Thương nhỉ. Khiêm tốn đấy chứ. Dạ, Phúc luôn đáng yêu. Riêng Trấn Thành thì phải nói là thưa quý vị, tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được làm một thành viên của chương trình. Với tôi, The Masked Singer là một trong những chương trình có cái công tái cấu trúc về cái định hình thẩm mỹ về âm nhạc cho khán giả Việt Nam, để họ có thể thưởng thức được những loại âm nhạc chất lượng tốt nhất từ những ca sĩ tốt nhất của đất nước này. Tôi cảm thấy rằng đây là một điều tuyệt vời mà rất nhiều năm về sau mọi người sẽ nhớ về chương trình như là một cái cột mốc cho sự trở lại của những giọng ca nội lực thật sự. Cảm ơn chương trình đã cho tôi có mặt ở đây. Cái này đúng thật là thưa quý vị, bởi vì là em thấy là cái hiệu ứng của chương trình chúng ta nó cực kỳ tốt. Bởi vì sao, là em là người một câu chuyện vui thôi, nhưng mà em thấy thực tế, nó diễn ra thực tế thì em kể xong thì kể vậy là em phải đi tập tạ. Sao anh đang nói deep quá mà em qua tới tập tạ vậy? Cái câu chuyện em liên quan. Ý em á là nó len lỏi vào cái đời sống hàng ngày á. Okay. Em không muốn để ý, nhưng mà anh ấy có một cái điện thoại này để ngay cái chỗ tập tạ đơn á. Đúng rồi. Anh ấy nghe bài hát của chị Uyên Linh. Em không hiểu tại sao khi tập tạ chúng phải nghe nhạc sung, nhưng mà anh ấy nghe nhạc buồn, anh ấy tập mà kiểu như là cái mặt rất buồn. Tập tạ trong tâm trạng chắc thất hình, tạ lên là nước mắt rơi. Buồn lắm. Nhưng mà con thấy là em vui, bởi vì là bây giờ tự nhiên cái chương trình của chúng ta nó len lỏi được vào trong tất cả mọi góc ngách luôn, mà mọi người ai cũng đi bàn tán. Trời ơi, cái đó là ai vậy Quy? Tại sao? Nói cho em, nói cho anh biết đi, người nhân vật đó là ai? Không, nhưng mà cái câu chuyện của em là nên xúc động hay nên cười, anh nói thật á. Không, em kể chuyện nó là để đời sống thôi. Đời sống. Anh sao? Anh kể cái chuyện đấy, em cũng có một cái chuyện này cũng rất là hay mà thực sự là ý nghĩa vô cùng. Nghĩa là bình thường khi mà em lên máy bay ấy, thì cái việc đầu tiên là các cô tiếp viên sẽ là chào mình và để đón. Thì cái việc hôm đấy em đi lên một cái chuyến bay thì cái việc đầu tiên của cái cô tiếp viên trưởng đấy là: "Ôi, hôm qua vừa mới thấy Đức Phúc trên The Masked Singer nha. Này, chị rất là thích Tí Nâu." Tí Nâu đã bị loại cho em. Ý là ở đây em cảm giác rằng là họ thực sự yêu thích chương trình đến mức như vậy luôn. Họ chờ đợi từng tuần để xem chương trình và để xem những cái nhân vật đấy lộ diện. Nhưng mà anh có công nhận là chưa có chương trình nào mà khán giả mong nhân vật bị loại mà vui khi nhân vật bị loại như chương trình The Masked Singer Việt Nam không ạ? Ai bị loại thấy cũng rần rần trên mạng xã hội mà ai cũng vui chúc mừng quá trời quá đất luôn. Mà không phải khán giả đâu. Tôi là cái người tham gia, tôi đã ngồi xem ở hiện trường rồi. Về nhà mỗi một tuần tôi vẫn chờ nó ra để được nghe cái bài mà lần trước mình đã nghe ở hiện trường. Mình muốn biết, mình so lại ở hiện trường với lại ở nhà mình nghe nó như thế nào. Thì đó, khán giả thì mong muốn là nhân vật sẽ lộ diện, còn nhân vật thì mong muốn là giấu thân phận của mình để bớt lộ lại. Có mặt ở đêm chung kết. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi xin được cảm ơn những lời chia sẻ từ hội đồng cố vấn. Và xin mời hội đồng cố vấn về vị trí để chúng ta bắt đầu chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Ok. Và thưa tất cả quý vị khán giả, chủ đề của đêm nhạc ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc. Và tối nay chúng ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ của top 5 chúng tôi, đó chính là Hu Thần, Arsene, Tí Nâu, Lady May và Phượng Hoàng Lửa.
Ngày hôm nay chúng tôi có một điều rất là đặc biệt muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Hồi đầu cô vẫn cũng biết là chúng ta hay có một cái tin đồn thất thiệt về chương trình. Hát như vậy chắc chắn là hát clip rồi, làm sao mà like cho nổi. Hát like mà không phô kỳ vậy nhỉ. ABCD tụi em tức chứ? Tức. Bác ơi, bây giờ thế này, nếu như ai mà lần sau mà có nói với em là có like thiệt không, em chỉ cần nói đơn giản một chuyện thôi, hãy bỏ ra 1-2 triệu mua cái vé đi coi concert. Đúng hết. Đúng. Vâng, là viết like hay là clip liền. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay trên sân khấu của The Masked Singer, tụi em muốn chứng minh luôn, đó chính là tụi em sẽ mời một khách mời vô cùng đặc biệt. Anh ấy có liên đới tới một trong những mascot của chúng ta, họ hàng xa của bé May, chung tầng trời đó. Nhưng anh ấy có cái tên khác, đó chính là anh Cloud. Cloud. Và bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng chào đón anh Cloud. Đáp rồi ạ. À, anh Cloud đang bận một bộ trang phục truyền thống. Có cái mấn nữa kìa. Sao cái chân nó có tu rua nữa kìa. Hồi đầu cố vấn, với nhân dạng này thì chúng ta sẽ dự đoán anh Cloud là ai ạ? À? Anh Cloud cao quá. Cao cỡ phi hành gia heo ngày xưa. Hơn đó. Luôn. Anh Cloud này nằm đâu trong cái khuôn khổ của... Đen vô nè. Chắc đâu đó cỡ Isaac không? Không. Rocker Nguyễn. Dạ. Yeah. Bạn Khải Đăng. Cao cỡ này thì chị đang nghĩ đến một là anh Kyle York. Hay. Và anh Kyle York rất thích mặc áo dài. Đúng rồi. Hay là anh Bằng Kiều. Đúng rồi. Bằng Kiều đi cà kheo đó. Anh đi cà kheo trong đây. Anh đang cười rồi kìa. Ồ, cười rung người. Đó, nhưng mà áo dài. Đã có được hỏi không anh? Không à. Bởi vì nếu mà anh Cloud cất giọng lên một cái là mọi người sẽ biết anh ấy là ai liền. Oh, wow. Nên bây giờ cái giọng mà anh ấy muốn cất lên đó chính là bài hát mà thôi. Wow. Và bây giờ xin mời bài hát của anh Cloud. When life was so simple, felt like the glass was always half full. Oh my gosh. Where did that go? And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknowns, but that was long ago. Say where the path will go. Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the cloud. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space, slowly drifted away. And every plan that we made and dream that we chased are just memories now. They're just memories now. I'm not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both belong. That's okay, I just wish we weren't scared to say that there's expiration dates on the friends you make. As hard as that may sound, who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the cloud. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape.
sun. They're just memories now. Chào hội đồng cố vấn, hoang mang chứ ạ? Tôi thì tôi thấy là con em tôi nó tự tin lắm. Ủa Tiên, sao chàng này tự tin vậy? Em chỉ nói đơn giản thôi. Welcome to Vietnam. Nếu như mà bạn nào mà hay dùng những cái app Gen Z giống em á. Khoan, Gen Z giống em. Em thấy cái gì đó cứng cứng. Rõ ràng là có mình em biết bài này với bạn này này thôi. Thì à, em nói là em có nghe nhạc của Gen Z chứ sao là Gen Z giống em. Từ thế hệ của anh thì bắt đầu là chúng tôi đã có một cái sự đơ nhẹ. Thì nhìn qua chị tôi thì còn chúng tôi là Gen Z phải. Chị, nhưng mà chị Mỹ Linh mà hỏi Mỹ Anh á, là Mỹ Anh chắc chắn là biết. Chắc chắn nó biết. Ừ. Mỹ Anh biết bạn không? Em cũng đã từng nghe bài này rồi. Nhưng mà chị Tiên nói rằng là ở Việt Nam mà không có cái người mà hát được như thế này, thì em lại đang nghĩ đến một bạn người Việt Nam chính gốc, có một cái giọng hát rất là vibe nước ngoài. Đó là bạn Hooligan. À, bạn hát cái bài là Love you chị to the moon and back na, 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 lỡ chị sai là chị quê nữa đó. Bạn làm indie thôi nhưng mà tất cả các bạn nghe nhạc tại Việt Nam đều tưởng đó là một ca khúc của một ca sĩ nước ngoài. Đúng rồi. Tại vì em không thể nghĩ rằng là chương trình mời cái nhân vật chính của cái bài hát này về Việt Nam. Em không tưởng tượng ra nổi. Không, nhưng mà nếu như mà chương trình đúng là mời cái bạn ca nhạc sĩ của chính cái bài hát này về thì thật sự là dã man. The Masked Singer Việt Nam là độc nhất vô nhị. Ôi, họ thật nhiều tiền. Kìa, bán nhạc kêu nhà có điều kiện kìa. Yeah, I don't know who you are. I've never been listening to this song before, but you sang it beautifully. Thank you. Nghe hát đó thì đúng là người nước ngoài hát thật, lại có vẻ hiểu tiếng Việt nhưng mà không hiểu đến cái mức có thể đùa được. Bây giờ thì dĩ nhiên là anh Thành với lại chị Mỹ Linh là thế hệ em có đồng cảm, bởi vì sau khi mà em nghe xong em cũng đã ốp trên mây. Dạ. Yeah. Em cũng không biết là sao lớp mặt nạ này sao là như mực gì, nhưng mà thấy Tiên tự tin bảo quyết quá. Nếu mà gọi là em nghĩ tới đầu tiên thì chính là cái người sáng tác bài hát này cũng như trình diễn em đó là bạn không? Hay tên gì ạ? Sorry if I pronounce your name wrong or right. It's like H-A-Y-D. H-A-Y-D. Hey. Yeah, hi, hey. Và nếu thật sự như mà Tiên nói là nếu mà mời được chủ nhân của ca khúc đó về đây là ú òa. Yeah, ủa à nha. Bây giờ lúc chúng tôi xin mời hội đồng cố vấn cũng như khán giả trường quay hãy cùng bắt đầu một trong những phần mà chúng tôi mong chờ nhất là cởi bỏ lớp mặt nạ của anh Cloud. Xin mời việc đội áo đen cool ngầu ra hỗ trợ anh Cloud ạ. Nào khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng hô to khẩu hiệu của chương trình The Masked Singer. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Rocker Nguyễn. Dạ. Yeah. Bạn Hải Đăng. Một là anh Kyle York. Hai. Hai. Và anh Kyle York rất thích mặc áo dài. Đúng rồi. Sorry if I pronounce your name wrong or right. It's like H-A-Y-D. Hey. Yeah. Hi. Trời không phải chắc xấu hổ luôn. Quá trời cao quá rồi. Và đó là That's a big surprise. Hãy dành một tràng pháo thật lớn để chào đón sự xuất hiện của Hayd. Wow.
xin được trân trọng giới thiệu quý vị Hate, một người nghệ sĩ quốc tế đến từ Universal Music Group. Và thưa quý vị thấy nãy giờ trên sân khấu chúng tôi, hình ảnh này quen thuộc không ạ? Và đó chính là sự tái hiện lại tất cả những hoàn cảnh trong MV Head in the Clouds. Và đây là một bài hát vô cùng đặc biệt bởi vì nó ra đời vào tháng 9 năm 2021. Và đến tháng 4 năm 2022, bài hát này đã đánh bật hai đối thủ nặng ký. Đó chính là ca khúc Muốn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP, cũng như bài hát Hẹn Ước Từ Hư Vô của ca sĩ Mỹ Tâm, để lọt vào top 15 bài hát hay nhất trên Spotify Việt Nam. Ngoài ra, ca khúc này còn bền bỉ trụ hạng suốt 4 tháng liền trong top 100 bài hát viral nhất Việt Nam. Và bài hát đúng như lời Tóc Tiên và Đức Phúc chia sẻ, bài hát này được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng những bạn trẻ Việt Nam. Có khoảng là 200.000 video cũng như là 3 triệu story sử dụng ca khúc này. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là Việt Nam chúng ta là đất nước sở hữu lượt nghe cao nhất thế giới của bài hát này. Welcome to Vietnam! How do you feel about your performance in this stage tonight? It's very hard to sing with a cloud on your head. But thank you guys, you're so nice. I'm so happy to be here. What impression do you have of the Masked Singer Vietnam? This is the coolest thing I have ever done. I was familiar with the Masked Singer back in America. And so then they told me, we were playing shows in Asia and they said that we could do this one. And I was so happy, I started dancing. So I'm so happy to be here. It's the number one show in Vietnam, correct? Yeah, it may be. It must be. How do you feel when you get invited to the Masked Singer Vietnam? Like I said, I'm a big fan of the American Masked Singer. I didn't know that there was this show in other countries. And then they told me that we're going to be doing it, or we got the offer. And they were confused. They didn't understand why I was doing that. And I told them, I think I'm going to be on the Masked Singer Vietnam. Ooh. And now we're here. I'm Yay. So happy. Thank you. You feel nervous when you come to the show, did you? Yeah, I was pretty nervous before I came on. Mainly because I've never sung with a costume and a cloud on my head before, and it's very hard to see. I see out of the little mouth. I only see this much, so it's hard to move around. You know, you made me surprised when you're standing here. You know, I don't imagine that the organizer can bring you here on stage live here. I don't know what you did to that song to, you know, like, inspire my people here. Everybody loves it, and thank you. Thanks for coming. Thank you. I heard this song before, and I was impressed with the image you bring, the pupil wearing the cloud in their head. Thank you so much. Finally, I want to say thank you for coming to the Masked Singer Vietnam, and I hope to see you next time. Thank you. Thank you. Thank you, the fans, the judges, the band. Thank you so much. I love you guys. Anh mà biết trước cái sự kiện này chắc anh phải nói lương khác á chứ. Ủa? Cái chương trình có điều kiện quá. Chương trình có điều kiện. Mà em cũng phải công nhận là chương trình mình phải có uy tín lắm họ mới nhận lời về đây. Yeah. Anh cũng không biết sao chứ anh nghĩ là ban tổ chức chắc chắn là những người sống rất khéo léo và thuyết phục rất tốt. Tại vì cho đến thời điểm này quý vị cũng không thể nào tưởng tượng được là có ngần ấy những ca sĩ mà tên tuổi. Yeah. Tầm ở cái đẳng cấp của họ mà họ cũng tham gia một cái game show để thi thố với nhau. Ừ. Rồi che gương mặt của mình đi nữa. Thì tôi nghĩ ban tổ chức của chương trình họ cũng đã dành rất nhiều thời gian trong cái việc thuyết phục mọi người tham gia chương trình. Đó là một điều đáng ghi nhận. Xin cho ban tổ chức một tràng vỗ tay. Em thiết nghĩ nếu như The Masked Singer mùa 2 chắc là có sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ quốc tế. Biết đâu luôn á. Biết đâu á, em thấy biết đâu chừng nha. Anh sợ người ta mời Mariah Carey về thi luôn á. Trời ơi. Anh đang lo đây nè. Làm live concert ở đây mà thành công nha, chắc qua Mỹ tổ chức thêm một tour nữa. Thiệt. Một tour khắp mười mấy tiểu bang. Tôi không biết là khán giả ngoại kiều thế nào nha. Ừ, cái em nghĩ nếu show này mà tổ chức ở Mỹ, quý vị có mua vé đi coi không ạ? À? Có ạ. Đó là lời kêu gọi của Tấn Thành. Nếu có, hãy comment bên dưới fanpage của chương trình. Và như Huy đã chia sẻ từ đầu thì đó chính là một tiết mục mở màn thôi cho thấy cái độ hoành tráng của đêm nhạc ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là cuộc đua của top 5 xuất sắc nhất của The Masked Singer Việt Nam. Yeah.
The Masked Singer Việt Nam. Xem sớm nhất trên VEON thứ bảy hàng tuần. Và nhân vật đầu tiên sẽ là một nhân vật gây ra sự nhiễu loạn thông tin rất là nhiều với những ngoại chuyện của mình. Và đó cũng chính là chàng trai duy nhất trong top 5 của chúng tôi. Hãy chào đón Hu Thân. Wow. Trời ơi, Sơn Đông Hải nhỏ quá. Dễ sợ. Welcome Hữu Thần. Dòm y như Đông Hải Long Dương. Ngày hôm nay Hữu Thần đã vào mùa đông rồi thưa quý vị. Mùa đông. Dạ. Yeah. Bây giờ trong cái túi đỏ nó là đi phát quà như ông già Noel được rồi. Con tuần lộc của ông già Noel. Hữu Thần ơi, mình xoay một vòng cho ban của những người khán giả được xem bộ đồ mới đi ạ. Wow. Rất on trend luôn nha. Bữa nay có râu kim tuyến nữa kìa. Bạn tung váy này thì chắc phải thua chị tóc tiền. Dạ xin giới thiệu chị Bí Linh. Dạ đây là nhân vật Hữu Thần, cũng đồng thời là nhân vật gọi là nam duy nhất của tụi em còn tồn tại trong top 5. Chị chúc em vào đến vòng cuối cùng. Cảm ơn chị Linh ạ. Hàng hiếm đó. Quá hiếm luôn. Bây giờ top 5 có một mình ổng là còn trụ lại được thôi. Chúng ta cùng nhau đến với lại gợi ý của Hữu Thần. Xin mời. Ba, hai, một. Tôi là bướm mặt trăng, nhân vật quyền lực đứng sau thành công của 8 showbiz. Đêm nay cùng chào đón một nghệ sĩ đang làm chấn động với giải trí thời gian gần đây. Để tránh làm mất thời gian, bướm xin vào thẳng câu hỏi. Tại sao chưa bao giờ thấy bạn nhắc về gia đình của mình? Gì nữa dạ bà nội? Sorry. Gia đình tôi thì có 5 người. Bố mất năm tôi 18 tuổi. Thời điểm đó tôi chính thức đi hát được khoảng tầm 45 ngày. Mẹ là người thương yêu tôi nhiều nhất. Có chuyện gì cũng kể với mẹ. Hai chị tôi thì làm kinh doanh. À, trước đây chị út của tôi thì cũng học nhạc viện cùng khóa với chị Mỹ Tâm, cũng như chị Thanh Thảo đấy. Các quảng cáo. Lập tức điều tra thân thế của Hư Thần. Sau ít phút quảng cáo, bướm mặt trăng đã quay trở lại rồi đây. Hư ơi, tham gia The Masked Singer Việt Nam bạn được và mất gì? Thật sự thì tham gia The Masked Singer Việt Nam, Hu được nhiều thứ lắm chứ. Được làm việc với một đội ngũ sản xuất vô cùng chuyên nghiệp, được thăng hoa cho những bàn phối thật tuyệt vời. Có một kỷ niệm mà Hu nhớ mãi đến bây giờ. Để phù hợp với lịch làm việc của Hu thì ban tổ chức đã sắp xếp cho Hu tập với ban nhạc lúc 11 giờ đêm cơ đấy. Ấy chứ không biết A Sang với tiếng nào thật ra là ai thế. Nói đi, bạn này bướng cất, không có dựng đâu. Nói hả? Còn lâu mới nói nha. Bye bye. Thật ra thì danh tính của Hữu Thần cũng đang làm ẩn số. Vâng. Thì chị Mỹ Linh thân mến, với các đoạn gợi ý của tụi em về những cái khoảnh khắc của Hữu Thần, thì chị có rà xem những khoảnh khắc đó nó liên đới với một nhân vật nào trong showbiz không ạ? Chị ngồi chị nghĩ mãi rằng là Mỹ Tâm và Thanh Thảo lại học nhạc viện năm nào và khoa gì. Đó. Chị gái của cái nhân vật này nha chị, chứ không phải là nhân vật này học cùng. Thì đấy là đang suy ra để đoán xem là nếu mà là chị của bạn ấy mà học nhạc viện thì là học khoa gì. Chị Linh ở nhà theo dõi chương trình, chị có mải mải đoán được Hu là ai không? Giọng rất là dày, giọng Hà Nội, nhưng lại bảo là chị thì lại học ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là người không phải là đã sống ở đây lâu. Giọng dày nhiều khi do máy nó chỉnh đó chị. Không, dạ. Giọng này không phải là máy chỉnh. Nếu mà giọng mà lại chỉnh dày lên được thì ai cũng làm ca sĩ hết à? Không phải. Nó chỉnh tù xuống, cái chị nghe chị tưởng vậy. Thế à? Ồ, sao chị ngây thơ quá vậy chị Linh?
để cho chị Mỹ Linh nghe thử giọng của Hư lúc được xử lý nhẹ. Đúng rồi. Chị Linh ơi, rất là ái mộ chị Linh vì chị Linh từng là idol khi em còn bé. Bé xíu là idol là chị Linh. Em biết chị Linh từ hai ca khúc mà em đến bây giờ vẫn ngân nga mỗi lần em cứ vơ buồn. Đó là bài Hương Ngọc Lan của chị Linh, cũng như là bài Vẫn Biết Mây Trời Bay. Bay đi mãi. Nghe cái Dung Nhanh Nhanh này là ai đây? Dung mà Dung Nhanh Nhanh à? Dung Nhanh Nhanh hay là Tạo Quang Thắng không ta? Tạ Quang Thắng cũng là một cái option mình chưa nói tới. Nhưng mà khi theo dõi Hilton ở các cái vòng vừa rồi thì giọng anh Tạ Quang Thắng sẽ dày hơn và mạnh hơn. Còn giọng anh Hilton ở đây là có một cái nhấn nhá ở trong giọng của anh ấy sẽ rất là đặc trưng. Và thực ra đến cái thời điểm hiện tại thì em đã gần như là em đoán ra được cái người này là ai rồi. Thế nói đi. Cứ nói được thưởng mà. Để chốc, mình vạch mặt là không sao đâu. Bây giờ bài hát mà Hu Thần chọn ngày hôm nay, bài hát này là bài hát mà Hu muốn chia sẻ với chương trình cũng như khán giả biết là Hu đã bật chế độ chiến đấu rồi. Bởi vì ngày hôm nay là top 5 nên Hu Thần đã quyết tâm không còn gì để mất để chọn bài hát này. Bài hát hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Ca khúc được mang tên Cứu Lấy Hu Đi. À không, Cứu Lấy Anh Đi. Xin mời. Tìm một người thật sự xứng đáng, mà anh nghĩ đã phải là em thôi. Chẳng thể còn ai khác. Là con tim anh run lên mỗi khi nhớ về. Lần đầu anh mắt nào làm anh điên, quấn vào mùi hương em. Mà cái giây mai ra sao, xin em hãy nói yêu anh đã say một lần. Hãy cứ dối anh một lần. Nói em cả nay xin để xa xin chặt môi cứ thế. Và em cứu anh một lần, anh sẽ khiến em không quên. Xóa hết buồn đau chẳng để em rơi nước mắt. Cứ lấy anh đi. Sao đâu miễn em được vui thôi, đừng buồn tháng suốt kia. Xin em hãy nói yêu anh đang say một lần, hãy cứ dối anh một lần. Nói em cần anh xin đừng xa xin chặt môi cứ thế. Và em cứu anh một lần, anh sẽ khiến em không quên. Xóa hết buồn đau chẳng để em rơi nước mắt. Cứu anh đi. Chặt môi cứ thế, và em cứu anh một lần, anh sẽ khiến em không quên. Xóa hết buồn đau chẳng để em rơi nước mắt. Cứu lấy anh đi. Và đó là Hu Thần, thưa quý vị. Hu Thần. Chúc mừng Hu Thần bước nhảy ạ. Dễ thương. Cái này hay quá, rất anh em mà vẫn hát xuất sắc.
bản lĩnh xử lý sân khấu ạ. Thưa quý vị, nếu chúng ta để ý thấy vừa rồi Thu Thần đã khẳng định đúng lời nói của mình, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, chơi hết mình. Chúng ta thấy khi mà Thu Thần biểu diễn cũng đã có một số những chi tiết rơi ra và văng vụn. Nhưng mà vừa đó xong là chơi tiếp luôn, rất bản lĩnh xử lý sân khấu, tuyệt vời ạ. Để nói cho quý vị khán giả ở nhà biết được cái khó khăn mà khi ca sĩ không có in-ear. Dạ. Thường á là ở trên sân khấu, cái monitor là cái loa ngược mà để cho mình nghe được mình hát cái gì á là rất là quan trọng. Nếu cái người chỉnh cái loa ngược mà chỉnh không có rõ, mình sẽ nghe mình hát rất nhỏ, lúc đó mình sẽ gào lên kiểu gì ở dưới cũng phô. Đó là khi mà mình không có in-ear nha. Có in-ear vô thì mình nghe rõ được mình hát cái gì, ít ra mình sẽ biết được là mình hát cái âm lượng mình cỡ nào để điều chỉnh giọng cho nó chuẩn. Còn bây giờ ụp thêm cái đầu của con hưu vô mà rớt in-ear thì tôi không biết là làm cách gì để nghe được ở trong đó luôn mà hát vẫn tốt, xuất sắc, một tràng vỗ tay. Không, nhưng mà nhờ vậy thì mới chứng minh được một điều là tất cả các mascot của The Masked Singer Việt Nam hát live. Chính xác ạ. Không ai clip đi gắn cái in-ear làm cái gì. Chứ ở dưới em đọc comment mọi người có hỏi là ủa này có thu trước không? Tức gì đâu tức luôn á, bây giờ là có minh chứng luôn rồi đó. Hôm nay quá nhiều những nhận chứng. Có một cái mà em cũng muốn chia sẻ rằng là thường thường thì khi mà bọn em đi biểu diễn, đặc biệt là những cái ca khúc nhạc dance như này, để vừa hát vừa nhảy thì bọn em có một cái gọi là back vocal. Thì đối với Hiêu Thần ngày hôm nay, nó quá là nhiều những cái sự khó khăn nó hội tụ lại trong cái phần trình diễn của Hiêu Thần mà anh vẫn còn hát live 100%, không có sử dụng cái back vocal mà anh vẫn tạo nên được một cái sân khấu, một cái tiết mục quá là hay như vậy. Thực sự em rất là khâm phục anh Hiêu Thần rất là nhiều. Xin mời chị Mỹ Linh à, vừa rồi tiết mục đó làm cho chị liên tưởng đây sẽ là nhân vật nào ạ? Chị đang nghĩ đến, có được nói tên không? Chị nói đi à. Có phải là Quốc Thiên không? Wow. Có vẻ nhờ. Thực ra là anh Thanh Duy cũng... Tôi nghiêng về Quốc Thiên này hơn. Bạn này cái giọng có cái độ ấm, có cái độ đúng tình rồi. Cảm trong nó thì có vẻ là giống dày dày hơn. Còn Thanh Duy là giọng mái, nếu mà hát bài này sẽ hát tông cao hơn và nhảy cũng sung hơn nữa. Đúng rồi. Nhưng bộ đồ này nặng lắm, nhảy vậy là rất là sung rồi đó. Tôi thấy bạn này là người nội tâm cho nên chị hát nhạc đen thôi chứ bạn không hợp với cái việc bung năng lượng ra. Cho nên bạn nhảy mắc cười lắm. Nhưng mà cốt nhảy mà anh. Tôi biết là do cái bộ đồ này nó nặng quá cho nên cái cách di chuyển mắc cười lắm. Nhưng mà chị Linh nói tự nhiên thấy đúng nha, Quốc Thiên có vẻ là một option rất là hợp lý đấy. Mà Hiêu ơi, xem trong clip mình thấy rằng Hiêu có chia sẻ một chuyện buồn. Bố mất ra từ nhỏ đúng không? 18 tuổi. Thế là Hiêu nghĩ như thế nào về mẹ? Đối với Hiêu, mẹ là một người phụ nữ superwoman. Mẹ đã hy sinh rất là nhiều. Mẹ và chị Út hãy cười cùng nuôi nấng em và biết cái đam mê của em, cho nên là cố gắng mỗi ngày làm việc cật lực. Nhiều khi mấy mẹ con ít gặp nhau lắm, tại vì em phải đi học, mẹ đi làm suốt ngày, cuối tuần gặp nhau được vài tiếng. Nó liên tục khoảng thời gian thiếu vắng một người đàn ông trong gia đình là bố thì mẹ phải làm cả hai công việc như thế. Bây giờ Hiêu đã nuôi lại mẹ chưa? Nếu mà bảo là mình nuôi được mẹ chưa thì thật sự là vẫn hổ thẹn là chưa nuôi được mẹ. Không dám đâu. Bây giờ mẹ Hiêu là chắc là phải hãnh diện về con trai mình lắm, thật sự luôn. Nhưng mà đi đến đâu những cái gì mà đẹp nhất thì người đầu tiên mình luôn luôn muốn cái niềm vui đấy trao cho chính là mẹ. Cảm ơn Hư Thần ạ. Bây giờ tụi em sẽ cho thêm hội đồng cố vấn như khán giả theo dõi chương trình một gợi ý nữa. Gợi ý này sẽ có tên gọi là thật giả, giả thật. Xin mời biệt đội áo đen Cun Ngầu mang gợi ý ạ. Hai gợi ý. Ủa? Đây sẽ là hai gợi ý từ Hưu Thần. Và ở lần gợi ý này thì hội đồng cố vấn sẽ giúp chúng tôi chọn một trong hai gợi ý này. Bây giờ sẽ là gợi ý đầu tiên. Đây là gợi ý thứ nhất ạ. 100 triệu
có thể làm giá trị của một giải thưởng nào đó mà người đã từng được. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Gợi ý thứ hai đó là 100 USD. À. 100 đô phải có câu chuyện hơn 100 triệu chứ ha. Dạ đúng rồi, đúng rồi. 100 đô là gì vậy ạ? Mình chọn 100 đô. Dạ khoan. Bây giờ hội đồng cố vấn hãy thảo luận xem mình sẽ chọn hỏi về gợi ý nào ạ. Kính lão đắc thọ mời chế. 100 triệu đi. Dạ chọn 100 triệu. Như vậy là chúng ta sẽ khai thác về con số này với hư thần. Xin mời những câu hỏi ạ. Vì sao lại 100 triệu hả em? Đấy là cột mốc đầu tiên em muốn đạt được. Thì thường quá à. Được hay. Là 100 triệu lượt nghe hay 100 triệu view hay là 100 triệu cắt xê? Chị nghĩ là 100 triệu lượt follower. Nhiều quá nhở. Lượt hơi view quá. Đi hơi, lượt view, lượt view. Hiêu thần đã có một sản phẩm nhạc nào mà 100 triệu lượt view chưa ạ? Như là rồi đấy ạ. Nhiều quá không đến hết ạ. Ủa? Cái gì? Cái gì? Dữ nhiều vậy? Nhiều quá không hết. Nhiều lắm đếm không hết ạ. Chảnh vậy ta? Ờ chảnh quá ta. Hay là cái đây là dữ kiện giả rồi ta? Dạ hai dữ kiện này đều có cơ sở hết rồi. Tại vì một nghệ sĩ mà có 100 triệu view ở Việt Nam mình là có con số nó rất là ít chứ nó không có nhiều. Đến trên đầu ngón tay luôn á chị. Chính xác. Nội mà vô cái top đó không là một vấn đề. Ờ. Bạn có bao nhiêu sản phẩm như vậy? Bạn nhiều rồi mà, đếm không xuể mà. Nói xạo á chị. Có xạo không? Có. Được phép xạo à? Chương trình mình hay xạo. Dạ thì có. Nên bây giờ phải ra luật mới là loại hết nói dối luôn. Là loại MC đầu tiên đó. Loại MC đầu tiên đó. Không có. Ôi mọi người oan ức cho MC. MC là cái đứa gian dối nhất chương trình. MC chỉ là những người truyền tải thông điệp của nhân vật thôi à. Không, em truyền và em có bẻ. Không có. Tại vì luật chơi á là thật thật giả giả thì sẽ có một cái gì đó nó hư cấu và có một cái gì đó thật. Nhưng mà vừa rồi thì mọi người đã hỏi về con số 100 triệu rồi, thì bây giờ mình xác nhận xem cuối cùng cái gợi ý đó là thật hay giả và chủ nhân của nó sẽ là người xác nhận. À. Rồi nói đi Hu, thật hay giả? Dạ Hu lớn tuổi rồi khi hay quên lắm ạ, cho nên là hình như không đúng cho lắm anh ạ. Không đúng, vậy là dữ kiện sai rồi. Đó là dữ kiện không đúng. Vậy là 100 đô mới là dữ kiện đúng. Ừ, vậy biểu chọn chi? Dạ. Cho nói từ đầu đi, ha. Dạ không được, tại vì cái bài hát đó, truyền tải thông điệp đó, cứu lấy hưu. Cho tôi không thấy nè, nếu như vậy thì 100 đô có phải là cát xê lần đầu mà Hu nhận được khi đi hát không? Anh muốn em trả lời chính xác luôn phải không ạ? Tùy lòng hảo tâm và sự thành thật của. Dạ câu hỏi này câu hỏi nhân đạo thôi ạ. Dạ thưa anh Thành, 100 đô nó không phải là cái xe đầu tiên của em đi hát, mà nó nằm ở cái tên của em. Dạ rồi, dữ kiện đã có. Có cái tên nào 100 đô 100 đô là 2 triệu tư. Ca sĩ nào tên 2 triệu tư? Nhưng mà nhiều năm trước là nó không tới 2 triệu tư luôn á. 2 triệu 3 1, 2 triệu 2 đó. Vậy là ca sĩ nào tên 3? Anh Ba Ngọc anh Sơn ba. Mà cái này hồi nhỏ nữa. 2 triệu tư tư là chị Tư, chị có Cẩm Ly à. Đúng rồi. Anh hai 25 triệu. Nếu mà hồi nhỏ là nhiều khi có mười mấy triệu. 19, 18 ngàn. Tên của cái người in trên tờ 100 đô ấy là nickname của bạn á. Tờ 100 đô là tổng thống gì em? Để em Google nghe. Có ai nhớ không? Hình như là Hỏi Hu 100 đô tổng thống gì em? Hình như là Washington không ạ? Washington. À, Washington. Ca sĩ nào tên tên? Tên tên là Hoàng Tôn ạ. À. Hoàng Tôn. Đúng. Đúng vậy. Trời ơi. Hoàng Tôn, Washington, 100 đô. Nó đó. Không. Ba Hoàng Tôn có mất đâu. À quên, bên này biết tới gia đình Hoàng Tôn luôn. Có nhiều dữ liệu mà. Ờ, chị biết luôn hả? Đúng rồi, chị bạn Facebook nó vừa mới share sinh nhật ba nó xong rồi. À, trời đất ơi, xui. Lội. À, ví dụ như là 10 là thập thì 100 là gì? À, 100 là bách. Bách đô. Hoàng Bách. Hoàng Bách. Quá trời, anh Bách ơi. Ê, cái giọng cũng giống Hoàng Bách chứ đúng không? Có chút xíu chứ. Nhưng khi đụng giày lên là sẽ có ai tên cả Bách nữa không? Không, mà một người như tên Bách. Anh Bạch Long ạ. Em có thấy nó hơi lạc lõng và không liên quan không ạ? Em đi hơi xa bờ. Để em trèo về lại ạ. Rồi. Nãy giờ mọi người hay hát về 100 đô 100 triệu rồi. Mà bây giờ muốn hỏi Hu một câu hỏi, nãy giờ thấy Hu thở hơi mệt. Hu ơi, đông rồi, trong bộ đồ này Hu thấy nóng không ạ? Dạ, lần nào Hu xuất hiện thì nhà thiết kế cũng muốn Hu đẹp hơn một xíu, cho nên là bộ này cũng không ngoại lệ. Nóng lắm. Nhưng mà đẹp lắm. Hồi xưa giờ giọng Bắc, bữa nay giọng Nam rồi nè. Ủa, con hiêu này điêu xảo. Xảo.
Bây giờ thì các cái tên như là những tập trước thì anh Trấn Thành, Tóc Tiên và Đức Phúc đã có ghi ra giấy cho em luôn rồi. Nên bây giờ em sẽ dành một quyền ưu tiên cho chị Mỹ Linh là chị có thể đoán một cái tên đó là ai không ạ? Trời ơi, quý quá cơ. Ưu tiên cái quyền quý ghê cơ. Chị cứ chốt lại một cái tên mà trong giây phút này chị nghĩ đi. Thì thôi cứ cho là Hoàng Bách đi. Anh Bách thân mến, em được biết anh cũng nóng lắm rồi. Bây giờ tôi cho phép anh Bách vào trong phòng chờ nghỉ ngơi và đợi em trong giây lát. Cảm ơn Bách ạ. Xin mời bà đó đây cùng nhau ạ. Bình thường Hu tích cực, vui vẻ, hề hước lắm. Mà tự dưng hôm nay để mọi người thấy Hu khóc, ngại ghê. Nhưng thôi, cảm xúc lúc ấy như thế thì làm sao mà Hu mạnh mẽ hoài được, đúng không ạ? Đúng quá chứ còn gì nữa. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON. Và thưa quý vị, nhân vật kế tiếp xuất hiện sở hữu rất nhiều giọng ca khác nhau. Khi nhắc về nhân vật này, chúng ta sẽ có âm thanh ờ, ờ, ờ. Quý vị đoán là ai không ạ? Ờ, 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 Sen. Nghe tay. Wow, thế mà xem mình có thể quay một vòng để cho khán giả cũng như là ban cố vấn chiêm ngưỡng bộ đồ mới chúng ta. Wow, quá đẹp. Sáng tạo không có điểm dừng luôn, em cứ tưởng là bộ trước là đẹp lắm rồi mà. Trời ơi, đừng nói, ngay cái micro của Osen bây giờ đã toàn ten rồi kìa. Bây giờ mình sẽ dành câu hỏi cho chị Mỹ Linh à. Với dáng điệu và sự xuất hiện của Osen thì chị Mỹ Linh đoán đây sẽ là ai ạ? Đoán được chết liền đó. Chị đoán là chị Mỹ Linh đó. Có người nói Osen là Mỹ Linh đó. Bữa nay Mỹ Linh tới đây xóa tan tin đồn. Xóa tan. Olin đã ngồi đây rồi thì Osen không lo nhá. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc của Osen tại đầm sen của mình như thế nào. Xin mời. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Lật Mặt Nạ vào lúc 20 giờ mỗi tối thứ bảy. Và bên cạnh tôi, giọng ca đắt show và xéo sắc của The Mask Singer Việt Nam đã có mặt để tâm sự với chúng ta những điều thầm kín nhất. Xin chào Osen. Osen xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và yêu thương Osen trong suốt thời gian vừa qua. O rất chi là vui luôn. Có rất nhiều khán giả biết được chương trình hôm nay sẽ có sự hiện diện của Osen nên đã liên tục gọi điện về đường dây nóng để mong được trò chuyện cùng Osen. Xin được kết nối máy. Chào O, em có một câu hỏi là chuyến hành trình dài nhất từ trước đến nay của O là bao lâu? Có lẽ là 2 ngày 1 đêm. Và crush đầu tiên của O là ai? Lý Minh Hồ. Có phải Lý Minh Hồ ở Đồng Nai không? O nhầm rồi nè. Thật ra là O crush Gôn Bình ở Hàn Quốc á. Nếu được crush mời đi ăn lẩu yên ương, O có chịu không? Nó ăn mà, O ăn cháy mà. O Sen có rất nhiều con, vậy ai chăm con khi O chạy số? O còn nói là O nhiều con quá nè. O nói là O ước mơ có nhiều con mà. O Sen có thể hát tặng khán giả một câu được không ạ? Mọi người yêu quý, hãy bình chọn cho O Sen thật nhiều nghe chưa? Bạn ơi, thời lượng của chúng ta sắp hết rồi. Hãy hỏi O Sen một câu hỏi cuối đi nào. Vậy O sẽ trình diễn ca khúc gì tiếp theo ạ? Chứ hôm nay là O gửi đến mọi người một bài hát. Mong biết là say mến hay là say tình hay là say chi nữa.
Cảm ơn O Sen đã đến với chương trình. Lên sân khấu rực lửa nha O Sen. Qua cái clip vừa rồi thì tôi có thấy được mái tóc dài, có nghĩa là đây là ca sĩ mà có tóc dài, ok. Cái thứ hai, O Sen nói là chuyến hành trình dài nhất là 2 ngày 1 đêm, thì có lẽ là một khách mời trong một tập nào đó của 2 ngày 1 đêm. Bắp! Nói đi, khách mời của ai? Hả? Em tham gia show đó đó. Đúng rồi anh, nhưng mà trong khách mời tụi em mà cất giọng hát lên một cái là tụi em muốn thức luôn, không muốn ngủ nữa. Thấy không? Không ai mà giọng vậy đâu. Giọng này giọng khủng khiếp lắm. Không có manh mối gì luôn. Mà cái bực mí mình thêm một cái chi tiết nữa là O có thích nhiều con mô, là O có ước mong vậy thôi. Có nghĩa là O là nói dối từ đầu chương trình đến giờ đó. Người ta có quyền nói dối mà, thì mình nghĩ làm gì? Ừ đúng rồi đó, chị Linh nói đúng. Nghĩ chi ta? Wow. Không, nhưng mà trong những cái lần lộ diện của các nhân vật trước thì có những cái dữ kiện là đúng. Tỷ lệ bao nhiêu? Con thấy cũng khá là nhiều. Nhiều là bao nhiêu? 50-50 chị. 50-50 là không có nhiều đâu. Là 5 ăn 5 thua đấy. Người ta gọi là xanh chín đấy. Đấy, khổ ghê cơ. Nhưng mà có một cái dữ liệu thế này. Nếu mà cái lúc phỏng vấn á, mà phải là giọng thật của O Sen chứ không có thể ai thay giọng được đúng không, thì hò quá hay. Hò hay đấy. Chắc chắn là phải người gốc miền Trung mới hò được vậy. Người này sẽ hát dân ca rất hay. Nhưng mà báo cho Mỹ Linh biết hát dân ca rồi mà có hát opera rồi. Opera luôn. Nếu mà đã hát được opera chắc chắn là phải được đào tạo rồi. Opera không phải tự thích là học được. Chính xác. Vậy thế mà. Vậy thì chứng tỏ là người này có thâm niên rồi. Chắc chắn. Thôi cho nghe giọng luôn đi. Vâng, có một dữ liệu mà chúng tôi xác nhận là hoàn toàn chính xác. Đó chính là ca khúc mà O Sen sử dụng trong ngày hôm nay đã đạt 178 triệu lượt nghe. Đây là một sự kết hợp vô cùng độc đáo giữa ba nghệ sĩ Masiu, Nhật Nguyễn và Ceci. Ca khúc mang tên Tùy Âm.
một ngày ngã sai, tháng năm thăng trầm dòng đời ngã nghiêng, mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho trái đời. Một bài hát mà nghe xong xỉn thiệt ạ. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn. Thực ra là em rất là mong chờ phản ứng của chị Mỹ Linh. Không phản ứng gì được vì quá tuyệt vời. Mới điểm về chỗ. Nhưng mà chị Linh có đoán ra được ai? Không thể đoán ra được ai. Tại vì như này, nếu mà giọng hát như Onsen thì ở trong nhạc viện không thiếu. Nhưng hát mà lại tình cảm như vậy thì lại ít. Onsen không biết là chị hay là em, nhưng mà hát cỡ này cũng không thể là người trẻ. Bởi vì cái kiểu hát này là kiểu hát của người lớn, yeah. Chứ không phải là kiểu hát của Gen Z tụi em. Gen Z tụi em sẽ lấy hơi nhiều hơn. Đây là người rất là giỏi về kỹ thuật. Trên đời này có những cái định nghĩa mà do tôi định nghĩa, tôi không biết mọi người làm sao, là có hát hay và hát giỏi. Hát giỏi là những người được đào tạo rất là kỹ, họ có kỹ thuật tuyệt vời. Hát hay đôi khi không cần phải chuẩn chỉnh về kỹ thuật 100%, nhưng mà hát rất là tình cảm, người nghe người ta cảm nhận bài hát và yêu cái bài hát của mình. Thế nhưng mà theo Trấn Thành thì đây là người hát hay hay người hát giỏi? Đây là người hát tuyệt vời ạ. Có cả kỹ thuật và tình cảm. Cho đến giờ phút này tôi thấy Onsen cũng là một trong những người mà tôi phải set cái standard, đây là world class. Tôi đang rất muốn biết người hát hay này là người nào đó. Em thì em biết, nhưng mà em không biết là em đúng hay không thôi. Thực sự đến bây giờ em cũng chưa có biết Onsen là ai. Lần đầu tiên em thấy có một cái chuyển giọng mượt và ngọt đến mức như vậy. Nãy giờ em nổ ra gà rất nhiều những cái khúc mà chuyển giọng giả thanh như vậy. Giọng là giọng ốc luôn rồi đó, yeah. Lò hét tôi mà cao mà không lắm. Không hề cố gắng, rất là thông thả, yeah, đúng như là đang chơi với bài hát của mình.
Thật ra là cái bài vừa rồi theo kiểu Gen Z, mà qua cái cách trình diễn của Osen nó ra một cái bài, nói thiệt, trình diễn ở bất cứ một cái quốc gia nào người ta cũng sẽ wow, nhạc Việt hay cỡ này, kiểu vậy. Tôi không biết là cái option mà Thành đã ghi trong tờ giấy là có đúng Osen hay không, nhưng mà nếu như đúng như vậy thì Thành thật sự tự hào vì tôi được quen biết một cái người top hàng đầu ở Việt Nam trong một cái lĩnh vực nào đó. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Cứ mỗi vòng như em cảm nhận thể loại nhạc Osen chọn rất là ngẫu hứng. Bị ghét luôn á. Dạ. Mình nghe mình bị quạo, ý hát hay muốn làm gì làm. Có em gì hiểu không? Hơn nữa không? Mà sậu chấp trong clip VT sậu luôn. Sậu chấp luôn, thấy ghét. Trời ơi, thiệt muốn xé cái mặt ra để biết ai ghê vậy. Lẽ giờ tôi lột hột sen ra trời. Ôi trời trời. Nói chung là tổng hợp 1, 2, 3, 4 là chúng tôi khen hay. Em tham gia chương trình này, tất cả những bài hát em vừa thuộc lời xong. Nhưng mà em vẫn muốn khéo léo để mà đưa hồn của Việt Nam vào trong những cái bài nói rất là nổi tiếng với các bạn trẻ. Mọi người cứ để ý là Chân Ái thì em đã đưa miền Bắc vào rồi, miền Nam em đã hát rồi, thì bây giờ thiếu miền Trung thôi. Hôm nay em đã rất là toại nguyện vì em đã đưa được đầy đủ một phần nào đó đại diện cho các vùng miền của Việt Nam vào trong những bài hát rất là nổi tiếng của các bạn trẻ đang thích. Wow. Sau khi nghe đoạn tự sự vừa rồi, vâng, này mặc dù giọng đã được biến đi để thành giọng một đứa trẻ con nhưng chắc chắn là người miền Trung. Tại vì ví dụ như những từ như là để ý là thì là không nói là để ý mà nói là đệ ý. Mọi người có để ý là tôi đã bảo rồi, Osen cứ nói nhanh là lộ mà. Đằng nào mọi người cũng thấy là xem một cục đây rồi thì lộ là nguyên Osen chứ còn ai đây nữa, em đứng lù lù thế này mà. Eo ơi, khoái buôn chứ em, tám lắm. Chọn sai nghề rồi, chứ đang làm MC với tôi đấy, thật sự. Ở đây có một chi tiết nữa, bà nói bà ăn chay. Đang dụ chị đấy, đang dụ mình hướng về Hồ Quỳnh Hương đấy. Không, Hồ Quỳnh Hương cao hơn người này. Mà Hồ Quỳnh Hương không có nói giọng miền Trung, Hồ Quỳnh Hương là người Quảng Ninh. Vâng, lại là phỏng đoán tiếp tục. Và ngay bây giờ, chúng em sẽ làm cho hội đồng cố vấn có thêm niềm tin. Đó chính là một manh mối khác từ Osen. Xin mời manh mối ạ. Này lũ ơi, nói cho một tin cực hot nha. Osen từng là ca sĩ hát bè đấy. Tin này không phải ai cũng biết đâu, bí mật nha. Ai bảo thế, tin đồn thôi. Osen từng là giáo viên mầm non, dạy cháu thôi mà, không nói điều đâu. Thôi thôi thôi, ông nói xạo, sao tôi biết được. Osen là ca sĩ hát bè là do Phượng Hoàng Lửa hôm trước gọi điện nói với tôi đó. Buồn chuyện cả đêm mà. Không, giáo viên mầm non đó, hôm trước cô thần với tôi nhắn tin tám mà. Cô thần nói không sai được đâu. Ơ, thế sao ông nói là cháu ông, thế mà không điều à? Không tin, không tin, không tin. Thôi không tranh luận nữa. Anh cố vấn giúp bọn em xem đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả của Osen đi ạ. Giáo viên mầm non hay là một nghệ sĩ hát bè? Tôi nghĩ là thiên về cái giáo viên mầm em non. Em cũng thiên giáo viên mầm non đó. Em lại thiên về hát bè hơn. Thì em cứ hỏi hát bè. Vậy là cô ở trong nhóm bè nào ạ? Thì bây giờ mọi người muốn em trả lời hát bè hay là giáo viên mầm non ạ? À, mình phải chọn một trong hai. Giáo viên mầm non mà hát như thế thì hơi bị hiếm, nên thôi tội nghiêng về hát bè. Như vậy là hội đồng cố vấn sẽ chọn hát bè. Câu hỏi Đức Phúc là chị đã từng hoạt động trong một nhóm bè nào ạ? Không có hoạt động trong một nhóm bè cụ thể nào cả, nhưng Cadillac chính là những người thầy đầu tiên của tôi, giúp tôi kiếm được thêm thu nhập cũng như là chỉ cho tôi rất là nhiều cách để hát bè tốt. Đấy là những người mà tôi rất tri ân. Lộ rồi đó, dự kiến là dự kiến đúng rồi đó. Thế con muốn mầm non cũng được. Vì sao lại chọn công việc mầm non? Em rất yêu trẻ. Từ bé thì em đã theo mẹ đến trường để mà dạy các em bé. Bởi vì giáo viên năng thiếu cho nên là trường đã cho mình một khoản lương rất là nhỏ. Và mình nói với mẹ rằng là mai mốt con muốn con được là giáo viên mầm non để theo nghề của mẹ. Thế chính ra là hai dữ liệu đây là đúng hết đấy. Nhưng mà cái giáo viên mầm non đấy là ước mơ hồi ước nhỏ. Ước muốn thôi. Cho dù người ta nói về ước muốn nhưng vẫn là sự thật. Đúng. Hay là hồi xưa là ước mơ dạy mầm non một thời gian, cái thấy các bé trong giờ ra chơi không có gì làm, mình phải dạy các bé hát. Sau đó là nhóm bè Cadillac đi ngang qua, ồ hát hay quá vậy, mời vô nhóm bè luôn. Tương lai vẻ kỹ quá. Bây giờ hội đồng cũng có được hỏi xong rồi, mình có câu hỏi nào để mình xác nhận là danh tính Osen không ạ? À? Tôi đã ghi cái tên Osen vào trong tờ giấy rồi, bây giờ nói ra thì nó sẽ mất thú vị. Tôi đoán là Osen có thể là Tân Nhàn. Nhưng mà không phải gốc miền Trung. Ờ đúng rồi, lại không phải miền Trung. Ủa mà tại sao mọi người phải nghĩ là gốc miền Trung ạ? À? À, wow anh thằng cầy quá. Người ta nói mình trông thì cứ nói người ta mình trông để kể người ta chứ. Sợi xe anh cứ nói gì. Cái giọng vừa rồi không phải miền Trung. Miền Trung. Giáo miền trong lẻng giái này, chứ không phải nấu cái kiểu kia không? Người Huế nói nhẹ.
Nếu mà nó với người Huế ra ta nói riêng này giống như ó làm vải mô. Mà có một tập là ó sen nó giọng miền Nam nữa kìa. Ó sen là thiên biến vạn hóa chị ơi, chị nhầm rồi. Lại có điều nốt à? Eo ơi, bà này mới là chúa điêu. Trời ơi, điêu chúa luôn. Điêu gì nữa? Tôi vừa mới kịp thích sen, sen đã xóa hết tình cảm thân thương tôi. Chị Linh biết không, mấy tập đầu á, tại vì hát giọng nam thì em có đoán mãi mãi là chị Võ Hạ Trâm. Nhưng mà càng ngày mỗi vòng lại càng khiến em bị đau đầu, không biết có phải là option đó không? Mà thấy là tinh thần Bắc nhiều hơn đúng không? Cho đến giờ phút này, O là một trong những đối thủ nguy hiểm của tất cả những người còn lại. Ước mơ của O chỉ là mong muốn vào càng sâu càng tốt, được hát nhiều thôi ạ. Tôi nghĩ là chừng nào bà hết mơ bà mới ngừng lại thôi, chứ bà này bà hát ca vậy là bà đi hoài luôn. Vâng, những đáp án tuần trước là Tóc Tiên, Anh Tiến Hành, Đức Phúc đã có biên vô giấy hết rồi. Bây giờ xin mời chị Mỹ Linh ạ. À, cái tên nào chị sẽ nghĩ là phù hợp với là chất giọng và màn trình diễn vừa rồi của O Sen? Tôi phải cần thêm thời gian để về suy nghĩ. Tôi sẽ trả lời bằng email. Cảm ơn chị Mỹ Linh ạ. À, và bây giờ có vẻ là O ra khỏi đầm sen cũng lâu rồi, cũng là hơi khô nước rồi. Cho về Suối Tiên ạ. À, xin mời bị đổ đen. Mọi người cũng biết cái tánh O Sen rồi á, không thích trả lời mấy câu hỏi cũ, cũng như nhắc về chuyện cũ mơ. Nhưng mà riêng câu ní á, O Sen cho phép mình lâu lâu nhắc lại, đó là bình chọn thật nhiều cho O Sen, để O Sen có cơ hội bước vào đến bảng kết thế. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và tiếp theo sẽ là một gương mặt nhận được đông đảo sự yêu mến từ tất cả quý khán giả. Bởi khi mà cô ấy xuất hiện, mọi người đều muốn bay lên mình nâng cô ấy. Đó là một trong những đối thủ đáng gờm của top 5. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón Lady May. Wow! Wow, lại một sự nâng cấp toàn diện cho Lady May ở bộ trang phục. Đẹp quá. Chào sếp, Lady May xin gửi lời chào đến chị Mỹ Linh, anh Trấn Thành, chị Tóc Tiên và anh Đức Phúc ạ. Xin chào tất cả quý vị tại phim trường The Masked Singer Việt Nam. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tôi thấy là May hôm nay là chơi tới luôn. Vì sao ạ? Vừa giảm cân. Hôm nay thấy vòng eo 56. Em ăn chay giảm cân. Chương trình hát kiểu gì một thời gian ăn ăn chay nhỉ chị? Dạ, cho tu lại cái tâm và cái nếp ạ. Chứ không phải, bởi vì là đồ mặn trưởng tôi chưa bên bình luận hết rồi. Chị mới lên, lát nữa chị em mình ăn chay đi. Không mà mình ăn mặn chứ. Ăn mặn, em cũng ăn mặn. Bên đây là bắt đầu là người ta giảm cân rồi, để sau khi mà người ta lộ diện là người ta sẽ bùng nổ đó. Vâng thưa quý vị, hiện tại là Lady May của chúng tôi đã nhận show kính lịch tất cả tới đến tháng 5 năm sau ạ. Tháng 5 năm sau luôn đó hả? Vâng ạ, kính lịch. Bây giờ muốn book May cũng phải đặt trước một năm ạ. Ôi trời ơi, anh nói thế ai dám book em nữa. Thực ra khi mà Lady May bước ra thì em mới thấy rằng là ngoài cái việc mà chờ đợi cái phần biểu diễn của các anh chị ra thì em chờ đợi những cái lần tiến hóa của những cái bộ đồ này. Đúng rồi. Chị nghĩ là mấy bộ trước đẹp lắm rồi mà có thể đẹp hơn được vậy luôn. Quá đẹp luôn thật sự. Đẹp quá à. Bây giờ sẽ là phần gợi ý đầu tiên mà Lady May muốn gửi đến cho tất cả hội đồng cố vấn cũng như là khán giả về những khoảnh khắc trong những đám mây của mình. Xin mời gợi ý ạ. Singer Việt Nam, Lady May nhận ra một điều, khán giả thực sự yêu mến May qua giọng hát chứ không phải do ngoại hình hay tên tuổi của May trước đó. Giờ May thích sống với thân phận là Lady May hơn chính con người thật của mình. Nay Lady May sẽ livestream để tâm sự cùng mọi người nha. Wow, có nhiều người xem quá kìa. Cảm ơn Bút Mặt Trăng, cảm ơn Miu quý tộc. Mọi người nhớ để view cho May nha. Yêu mọi người.
Ồ, mấy người đó ai cũng rất hay hết á. Mây cũng hâm mộ họ lắm. Và dù Mây có là ai đi chăng nữa thì mọi người cũng hãy theo dõi và ủng hộ Mây trong các vòng tới nha. Mây tin khi Mây cởi bỏ mặt nạ, mọi người sẽ bất ngờ lắm, cho mà xem. Ai Mây cũng quý, cũng ấn tượng, nhất là với anh Trấn Thành. Từ xưa đến nay, anh Thành luôn là người hay tâm sự và cho Mây rất nhiều lời khuyên bổ ích. Ôi, Mây cảm ơn bạn rất nhiều. Vào được đến chung kết là một hành trình mà Mây sẽ phải cố gắng rất nhiều đó nha. Vì trong chương trình đó có quá nhiều các anh chị có giọng hát khủng nè. Chị Osen, chị Bí Nâu, biến hóa vô cùng khôn lường. Chị Phượng Hoàng Lửa thì hát rất khủng và cảm xúc nè. Mây mong ước sẽ được song ca cùng với chị trong một dịp nào đó. Anh Thu Thần thì... ôi, người đâu mà vừa hát hay lại còn dễ thương nữa. Thật vinh dự cho Mây khi được đứng chung sân khấu với các anh chị đó. Mây sẽ tập luyện được nhiều để chiến đấu với họ. Từ, em Mây nói nốt. Vòng này, Mây sẽ thể hiện một sáng tác mới vô cùng đặc biệt của anh Hứa Kim Tuyền. Mọi người hãy cổ vũ cho Mây thật nhiều nha. Wow. Thiệt không? Bài mới nữa hả? Vâng ạ. Sao Mây có điều kiện vậy? Ủa? Anh ơi, Ricky Lady Mây là những gì ở hậu trường người ta gọi cho em. Em đi Seoul ngắm sticker, em đi Bali ngắm biển khơi. Dạ em là Ricky. Tại vì sao chúng tôi phải có bài hát mới liên tục ạ? Bởi vì sau màn trình diễn ca khúc Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, cả trăm cả ngàn nghệ sĩ gọi điện thoại đến cho The Masked Singer để xin phép cover lại bài hát đó. Chết. Mày cảm thấy động lòng. Nên vì thế, mày muốn hát một bài hát mới nữa để tìm nhiều người cover hơn. Lập tức gọi điện thoại cho Hứa Kim Tuyền, đưa cái lượt view cho Tuyền coi, 40 mấy triệu. Mê chứ. Viết bài mới ngay trong đêm. Kê gì? Vâng ạ, lượt view top trending đã mang đến điều gì ạ? Là sự cám dỗ. Và đó cũng chính là bài hát mới của Mây ngày hôm nay. Ôi. Cái khúc mang tên Cám Dỗ. Xin mời. Hứa Kim Tuyền đưa bài Cám Dỗ, không ngờ cổ dám hát. Oh.
chưa ra lối. Đến khi em yêu người, thế gian như mỉm cười. Xin được cảm ơn Lady Bay và vũ đoàn Bước Nhảy. Xin cảm ơn ban nhạc và những bạn Cadillac ạ. Wow, lại thêm một ca khúc bùng nổ nữa của Lady May. Và cảm giác như là Hứa Kim Tường sáng tác bài hát này dựa trên cái chất giọng của May và viết riêng dành tặng cho May vậy. Ngoãn giọng. Ngoãn giọng kinh khủng quá. Không còn từ gì nói nổi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you. Thật ra để chọn bài này cho một đêm thi thì nó cũng là một can đảm đấy. Đây là một cái loại nhạc mà không phải ai nghe cũng thích ngay được liền đâu. Nó cũng khó hát nữa, tại vì cái quãng nó là từ những nốt rất thấp lên đến những nốt rất cao. Bình thường thì mình thấy là May lên cao á, May sẽ sử dụng giọng mix voice nhiều. Nhưng mà lần này tôi thấy May sử dụng chest voice nhiều, là giọng hát bằng nội lực, sẽ mệt hơn rất là nhiều. Mình thấy được cái năng lượng được bật ra rất là mạnh từ May. Bù lại nó cho được khán giả cái năng lượng và cái cảm xúc người ta nghe nó đã lỗ tai người ta hơn. Cảm ơn bạn đã dám can đảm lựa chọn một bài hát rất là khó hát và nó được trình diễn lần đầu tiên nữa mới ghê. Thật sự thì anh cũng xin cảm ơn đầu tiên là ban cố vấn và trên The Mask Singer đã giao ca khúc và trọng trách này cho May. Khi lần đầu nhận ca khúc này rất là run, rất là hồi hộp, nhưng mình muốn đem tới một gì đó mới lạ cho The Mask Singer, nên là lần này May muốn tự thử thách chính mình và hy vọng là ban cố vấn và khán giả sẽ thích. Xin cảm ơn rất nhiều. Mặc dù hát lần đầu nhưng mà cũng xử lý dữ lắm. Lần đầu cái đoạn luyến thì là chỉ run note thôi. Từ lần 2 trở đi là bắt đầu staccato. May là một trong những người tôi thấy là khi giao một cái bài nào đó bạn xử lý khá là tinh tế, phân tích cái bài rất là tốt. Cô giáo thanh nhạc sao cô giáo? Có ý kiến không cô giáo? Cô giáo thanh nhạc nghe thì thứ nhất là phải khen phần trình diễn này. Cái thứ hai là cô nghĩ Lady May thì chắc là ca sĩ trẻ. Vâng. Không phải là một ca sĩ lớn tuổi. Rick Kidd à? Không ạ, em giỡn. Nhưng mà Rick's voice tức là giọng rất là tốt. Cảm ơn chị rất. Thế nhưng mà khi mà Lady May trả lời phỏng vấn vừa xong á, tôi nghe ra âm điệu ở Thanh Hóa. Em có phải là ca sĩ Phương Ly không? Phương Ly không? Hỏi mà trời. Cô giáo hỏi thẳng luôn. Sao mình hỏi như công an phường vậy chị? Bình tĩnh. Khi nào mà mình ấn tượng quá là mình hỏi liền. Em thở cái ra. Phương Ly phải không? Phương Ly phải không? Bài hát hay quá. Cũng là một option. Đức Vũ muốn hỏi gì ạ? Khi mà tới vòng này mà nghe Lady May hát thì em không có muốn bàn quá nhiều về cái phần trình diễn hay là cái phần giọng hát của Lady May nữa. Em chỉ muốn chia sẻ một xíu này, tại vì trong cái đoạn giới thiệu đầu tiên thì em có thấy May nhắc về một cái việc rằng là đến với cái chương trình thì giọng hát của May được chú ý đến nhiều hơn. Thì em thấy được là cái giá trị về âm nhạc, về giọng hát, về tài năng mà The Masked Singer đem đến cho quý vị khán giả thực sự nó quá là đẹp, quá là tuyệt vời. Và nếu mà em không có cái lần thay đổi ngoại hình thì thực sự là chắc chắn em sẽ tham gia The Masked Singer Việt Nam nếu mà có cơ hội. Phúc ơi, Phúc ơi, chị thấy là em không nên nói về vấn đề này nữa, bởi vì là giọng hát của em đã quá đủ và cái chuyện em có ngoại hình hay không có ngoại hình á, đấy là chỉ có tự em tự kỷ bản thân em thế thôi, đúng không? Đúng. Chị thấy là em hát hay, thế thì người ta chỉ cần nghe giọng hát là em hay là thế, là người ta đã có cảm tình với cho Phúc ơi. Phúc nghe May nói này, đúng Phúc à, rất là dễ thương và đẹp trai và ngọt ngào. I love you, love you. Con xin lỗi cô và anh chị một chút xíu, tại vì lý do tại sao mà con hay nói về cái điều này, tại vì mình là cái người trải nghiệm trực tiếp những cái điều đó. Và có những cái lúc mà họ không có công nhận cái giọng hát của mình chỉ vì một cái lý do nào đó bên ngoài. Không phải. Thế này nè Phúc ạ, anh hiểu là vì em ở trong hoàn cảnh ấy cho nên em cảm nhận được nó. Anh cũng không dám nói rằng cái điều đó nó là do em tự nghĩ ra, nhưng mà anh nghĩ là đó không phải là yếu tố duy nhất để họ không công nhận em lúc đó đâu. Em thấy như May nè, May hát hay như vậy. Cho đến giờ phút này May đứng ở trên sân khấu này, mọi người mới thấy hết được những gì May có thể làm được. Mà nếu mà so ra em hỏi May, anh cũng không tin là May có thể tự cảm thấy là mình không đẹp hay là gì đó. Anh cũng không nghĩ như vậy đâu. Đơn giản là ngay cái lúc đó mình chưa đủ trưởng thành là một, hoặc là mình chưa có may mắn được người ta biết đến là hai. Cái dòng nhạc mình chọn hơi khó nghe so với mọi người là ba. Nó có rất nhiều yếu tố để cộng hưởng, để làm cho người ta chưa công nhận mình.
Bây giờ nếu mà quý vị khán giả thấy rằng là Đức Phúc không nên nghĩ như thế mà thấy là lời khuyên của Mỹ Linh là đúng á, thì là phải vỗ tay để Phúc từ giờ. Nếu Phúc tự tin hơn, nhất định là Phúc phải xóa được cái ám ảnh này. Không nên nghĩ về nó nữa, bởi vì em nghĩ quá nhiều về nó cứ ám vào em và tự nhiên em cứ mặc cảm với cái điều đấy, nó không đúng đâu. Bởi vì em hát rất là hay. Sẵn Phúc nói với chị Mỹ Linh nói thì Thành cũng chia sẻ cái cảm nhận riêng của Thành về những người ca sĩ. Có rất là nhiều người giỏi như Mây, như O Sen, Tí Nâu, Phi Hưu Thần, Phượng Hoàng Lửa. Đó, tất cả những người mà có mặt ở đây đều là những ca sĩ tuyệt vời. Không hát giỏi không thể ở đến giờ phút này được. Nhưng vì một cái lý do nào đó tôi không biết là sau khi cởi mặt nạ ra họ có phải là ca sĩ popular hay không, hay là họ là một dạng ca sĩ niche, chọn những dòng nhạc hơi cao một chút so với cái gu thưởng thức chung của mọi người. Theo Thanh nghĩ, cái việc mà một ca sĩ hát giỏi hay không và được mọi người yêu mến hay không, nó không chỉ phụ thuộc vào cái việc là mình hát như thế nào, mà nó còn phụ thuộc vào cái cách mình chọn bài hát và cái dòng nhạc của mình theo đuổi. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ là mọi người nên để ý. Tại vì nếu như mà chúng ta định hình được một cái dòng nhạc mà bản thân mình hát giỏi nhất và hay nhất thì người ta sẽ ghi nhận mình ở điều đó. Và cái điều thứ hai mà để khán giả yêu mến một nghệ sĩ, ngoài tài năng ra, cái cá tính của người đó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định người đó có ở trong trái tim của người ta hay không. Thì tôi nghĩ rằng là sau chương trình này, những nhân vật này họ làm cho khán giả yêu mến. Ngoài yêu mến giọng hát các bạn, họ còn yêu mến cái nhân vật các bạn thể hiện. Cho nên những giọng ca hay như Lady May và những người trong chương trình này sẽ được trả lại đúng cái vị trí nơi họ xứng đáng được ở đó. Vâng, cảm ơn Chính Thành. Và một điều nữa em thấy là hợp lý nhất, em nghĩ là đó là thời điểm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những nghệ sĩ mà khi mà đến với The Masked Singer, họ được tạo cho một không gian để mà thể hiện cái bản thân mình quá là tuyệt vời đi. Và nhờ VTranel để tổ chức một cái chương trình như thế này thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta được lắng nghe giọng hát trước giờ đôi khi chúng ta chưa bao giờ được nghe. Huy cũng là rất vinh dự khi mà được làm một phần nhỏ của The Masked Singer Việt Nam. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến cho tất cả quý vị khán giả những tinh túy nhất của nghệ thuật. Phúc là một những người mà có sở hữu giọng hát rất là đẹp, nên vì thế là em đừng có quá tự ti về câu chuyện ngoại hình của mình nữa. Đúng, thực ra những cái điều mà em chia sẻ lúc nãy cũng một phần là em cũng rất là tự ti về bản thân mình. Và một phần nữa rằng là em phải thấy thực sự là rất là tuyệt vời khi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong The Masked Singer. Và The Masked Singer là một chương trình không đơn giản chỉ là một cái game show để nghe hát, mà nó có thể đem được nhiều cái giá trị hơn nữa, và có thể giúp những người nghệ sĩ tham gia chương trình đến gần hơn với quý vị khán giả qua cái tài năng và giọng hát của mình. Chính xác ạ. Và ngay bây giờ sẽ thêm một cái manh mối nữa về Lady May để cho mọi người có thể phỏng đoán xem cô ấy là ai. Xin mời manh mối. Vâng ạ, đây là hai manh mối chúng tôi. Đầu tiên đó chính là Ariana Grande. Manh mối thứ hai, Mariah Carey. Vũ hồn đúng không? Bất ngờ chứ anh xin. Chị Mỹ Linh. Bất ngờ chứ. Mariah Mỹ Linh. Wow, bất ngờ nha. Nếu đã có chị Mỹ Linh ngồi vậy ở đây rồi chọn chị Mỹ Linh thì dĩ nhiên chúng ta sẽ chọn Ariana Grande rồi. Đúng rồi đó. Sao hả? Bây giờ hội đồng cố vấn chỉ được chọn một nhân vật mà thôi. Ác thiệt. Em chọn chị Mỹ Linh. Em thấy những cái luyến lấy và tất cả mọi thứ em Lady May cũng ảnh hưởng về Ariana Grande cũng khá là nhiều. Thì Ariana Grande bên Mỹ theo tôi, để bên Mỹ tôi quan tâm đi. Bây giờ mình quan tâm người nước mình cái nè. Trời ơi, điều nữa à. Hội đồng cố vấn chọn chị Mỹ Linh ạ. Ca sĩ Mỹ Linh đã đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp âm nhạc của May thế? Dạ, cho em gửi lời chào đến chị của em, chị Mỹ Linh. Chị của em đấy. Em chào chị. Em đã có dịp nói chuyện với chị trong một show diễn và chị hát ca khúc Trên Đỉnh Phù Vân và Hương Ngọc Lan. Show nào mà chị không hát hai bài đấy hả? Hai bài đấy chị hát hai bài đó. Dạ, em có ghé chào chị. Có ghé chào chị rồi ạ. À, vậy là em là học trò của ai? Dạ, em tự bay trển. Cô nào bay nổi ở trển mà dạy em ạ. À, em bay vòng vòng em làm may mà. Ồ, cũng ghê quá hả? Dạ, May bắt đầu giật chúng ta đi bay nè. 2, 3, lên, lên.
anh Quy, anh cứu bồ em đi. Đây, 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 trời ơi. Biết mà, nói đến đấy là không còn biết mình phải nói gì nữa rồi. Rớt lấy không kịp luôn á, cứu đi kìa. Lâu lâu mày hơi lắc lắc một xíu, mày rớt một nhẹ. Mày là bị bệnh giống bà Osen. Thích buôn chuyện. Eo ơi, chán lắm. Nhưng mà em thấy việc sub lại cái câu chuyện của May là May bay trên trời và May bay tới đâu cô gì vậy thì May học cô đó. Tức là May có rất là nhiều những người thầy ạ. Dạ đúng rồi, dạ thay đổi liên tục. Thế đây có là một trong những học trò của cô không ạ? Cô cũng chịu May ạ. Chưa nghĩ ra à? Chị nghĩ là không phải học trò của chị Linh đâu. Tại vì không, chắc chắn chị Linh sẽ nhận ra liền nếu là học trò của mình đúng. Không nhận ra sao được. Ở trong này giấu kỹ như này sao mà biết. Nhưng được. Mà chị nghe giọng chị cứ mừng mượn. Đây không phải học sinh của cô Linh. Đấy. Nhưng mà có một cái cuộc thi nào mà cô Linh gần các giám khảo khác à, đúng rồi, đúng rồi. Trong, trong các đội của các người khác không? Cô Linh có cô nhớ Linh ngồi không? Nhiều lắm. Học trò quá trời. Công nhận. Thôi. Khó quá bỏ qua. Khó quá bỏ qua. Tiếp đi anh Quy. Giờ hỏi câu ngoài lề, chị Linh có con là bạn Mỹ Anh này. Thì May với bạn Mỹ Anh có biết nhau không? Đã từng gặp nhau chưa hay là... Dạ, em từng gặp quản lý của Mỹ Anh, nhưng không gặp Mỹ Anh ạ. Vậy là muốn nhờ quản lý Mỹ Anh quản lý cho bạn? Dạ không luôn ạ. Hay gì gì á? Bất ngờ chứ. Bất ngờ chứ. Ủa vậy là hay là bằng cùng tuổi không em? Ôi em lại quên nữa rồi. Mày nó ghê lắm, mỗi lần mà ai hỏi nó gì khó là nó bị hậu Covid à. Giống như là đầu óc trên mây vậy đó. Này tôi chưa bao giờ tôi đi ghi hình một chương trình nào mà vui như thế này. Vui gì đâu ấy. Vui gì đâu. Cái thời gian nó không lâu gì, ngồi nó không đau lưng. Vì toàn bị lừa mà. Vâng, như đã gợi ý từ trước, manh mối chúng ta là thật, giả, giả thật. Nãy giờ thì hội đồng cố vấn hỏi rất nhiều câu hỏi rồi. Nhưng mà bây giờ em muốn chốt lại là cái manh mối đó là manh mối giả hay là manh mối thật ạ? Thật ra thì gặp chị Mỹ Linh thì cái điều đó có giả hay thật cũng không quan trọng. Tại vì ca sĩ mà thì sẽ có thể sẽ gặp nhau. Cái dữ liệu May cung cấp vì đã gặp chị Linh cũng không giúp ích được cho cái chuyện phát hiện May là ai. Trông chân thành trông hơi lạ nhỉ. Thấy lúc nào nói cái gì mà mặt nghiêm nghiêm trông không được. Không được phải không? Đừng nói nghiêm chỉnh như kia không hợp với em. Bây giờ đây, Mỹ Linh nhập nè. Này May. Dạ. Ariana Grande là gì? Là thật ạ. Là idol của May ạ. Thời gian hỏi đã hết rồi ạ. Cái đoạn vừa rồi là xác định dữ liệu chị Mỹ Linh là dữ liệu giả. Dạ. Sao tôi ghét MC quá. Ủa? Phát dữ kiện ra cái mình hỏi nó nói hết giờ. Đúng rồi. Điều quá, điều lên đến mức mà nó bảo nó gặp cô. Thì MC nó là xạo nhất chương trình này chứ không phải là mấy cái sinh. Cầm đầu nó bài ra hết mấy cái vụ này là nó chứ May. Nghe hả? Nó đó. May ơi. Dạ. May có nghe tiếng gì không nào? Có nghe thấy do nói gì không? Do nói rằng May ơi đã lúc về trời rồi. Mời về đâu đen ạ? Tuần trước, May hát anh chưa thương em đến vậy đâu được mọi người cover nhiều quá này. May vui lắm. May mong mọi người cũng yêu thích và ủng hộ bài hát mới cám dỗ nhiều nhiều như vậy nha. Love you. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một chiến binh nữa của top 5 chúng tôi. Đây là phù thủy về giọng hát, có khả năng biến hóa giọng nói, cách trình diễn. Không ai khác, chúng tôi sẽ được trân trọng chào đón bậc thầy bẻ giọng Tí No. Đi ghen không? Đó, quẩy, đó, quẩy, đó. We'll be right back.
lo sao vậy anh? Nhân cách thứ hai đã trỗi dậy. Mà nay rất là giống cái bà công chúa trong Beauty and the Beast nha. Bước ra đoạn chào đầu gọi là chỉnh chu thôi, vô nhà một cái là không dám chỉnh chu đâu em. Em để lại đi cái chào đầu nè. Chị ba chào, chào, chào. Chị ba chào. Thì ghét lắm. Mỗi lần bà nhảy tôi sợ bà nhảy hồi bà hết hơi bà hát thôi. Hôm nay ai cũng nâng cấp cái đầm lên dạ hội hết. Bữa nay cái đầm dồn y như cái bánh kem đám cưới. Đẹp dễ sợ mấy tầng mấy tầng. Em nói giống trong Beauty and the Beast mà anh này. À vậy hả? Mà hôm nay là có đeo luôn cà rá hộp tròn nha anh. Đâu, đâu cà rá đâu? Dạ đây đó. À. Đỉnh quá trời đỉnh có rồi. Có 6 viên đá vô cực giống Thanos ha. Đừng búng tay cho bạn ấy. Sợ quá, bữa nay bạn bộ này chắc hát cổ điển hả? Quan nghi quá ta. Đứng cái này là tự nhiên là vô đó. Hay là hát một ca khúc của Disney. Ồ, yeah. Nhìn rất giống Beauty and the Beast luôn á. Chị Mỹ Linh hoang mang. Ồ, chị Linh vừa hát là mà tôi tưởng ông ấy mắng ai ạ. Tại vì em thấy giống cổ điển quá. Chị nghĩ sao? Nếu mà chị cái nhân dạng này chị có đoán được ai trong showbiz không? Ý của chị là nếu mà em định nói một vài câu thế thì dạ em phải luyện vài câu hát cho nó quá. À vậy là sao chị? Ý là em phải tập trước. Em thì cái gì nó đến thôi chứ. Nó đến đâm ra là vừa rồi chị thấy không có giống cái hát. À vậy hả? Mắng ai là ai á. Mano tu sole. Ở đấy tốt hơn. Cô giáo thanh nhạc trên sân khấu luôn nha mọi người. Dạ. Áp lực anh ạ. Ồ áp lực mà không phải. Chị biết sao không? Thực ra là tụi em á đều là lường trước hết những tình huống sân khấu. Tụi em chỉ không có lường trước là hôm nay chị tới thôi à. Quá. Trời. Con em ruột tôi nè. Đó, hậu duệ này là hậu sinh là coi như là khảo. Không có nghĩ lên đây cô giáo thanh nhạc tới với tụi em. Đâu có biết chế tới. Và đó là lý do tại sao nãy giờ em không có dám hát câu nào. Sơ hở trước đây anh em mình hát hoài. Biết chế tới là phải đó, kiểu vậy đó. Em vẫn mà em không dám nói phô mà. Vẫn mà sợ sai nhịp á. Đó. Huy. Dạ. Kể từ giây phút này nói hơi bụng cho anh. Đúng rồi. Vâng thưa quý vị. Mệt. Em mệt. Thôi cho nói bình thường đi thiệt. Ngày hôm nay Tino sẽ mang đến khoảnh khắc nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn clip về Tino. Xin mời. Tino, chào mừng bạn đã đến với thế giới của mặt nạ. Tại nơi đây và ngay lúc này, để có thể bảo toàn được danh tính của bản thân, ngươi phải vượt qua thử thách mà ta đặt ra. Trong vòng 1 phút, ngươi phải hoàn thành thử thách để có thể thuận lợi bước ra sân khấu đêm nay. Nếu không thì mặt nạ của ngươi sẽ bị ta lột trần. Tino đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi có bố mình ghép dành cho bạn. Bố mình ghép là những hashtag liên quan đến Tino. Tino phải nhanh chóng giải mã các hashtag này để có thể vượt qua thử thách. Hãy trả lời thật chính xác nha. Xin mời mình ghép đầu tiên. Khi mà mình yêu ý, mình gọi người ấy là mật ngọt của bé. Và mình chỉ muốn lao thịt nhanh vào lòng mỗi khi thấy anh ấy thôi. Bạn có đang trả lời thiệt không vậy? Anh, vì đôi lúc anh hay nghi ngờ để cho trái tim em thẫn thờ. Phải làm sao? Phải làm sao? Mình ghép số 2. Tino đã từng hát nhạc phim nè. Và nó nhanh chóng trở thành một bản hit đình đám đó. Mình ghép số 3. Tino mê ăn lắm. Nếu mà được anh chính sình mời đi ăn ở quán của ảnh thì Tino hạnh phúc lắm luôn nè. Và cuối cùng là mình ghép số 4. Wow, đây là bài hát mà Tino yêu thích nhất trong chương trình The Masked Singer. Câu trả lời này thật sự đoán ra dưới một mờ. Thôi thì Tino chia sẻ luôn với ca khúc mà bạn sẽ trình diễn đêm nay đi nè. Bài hát đêm nay, Tino sẽ đem đến một làn gió mới. Một hình ảnh vô cùng khác biệt mà từ đầu chương trình đến giờ các bạn chưa từng thấy. Và đặc biệt hơn, Tino muốn dành tặng bài hát này đến các tình yêu đã luôn ủng hộ và yêu thương Tino trong suốt những đêm thi vừa qua. Cảm ơn Tino rất nhiều. Nãy giờ chắc là nó lưới sân khấu lắm rồi phải không? Chúc bạn may mắn nha. Let's go. Em vào cái ông nói chuyện ghê. Nói gì cái mày mệt mệt mỏi. Sao phải nói giọng đó cho mệt vậy trời? Không phải nói chuyện nó bị điện. Đó. Mà em để thấy là cái giọng của ông MC em giọng cười là thấy bung nẹp quá nha. Bung nẹp nghĩa là gì? Thiếu kiểm soát á chị. Rơi vãi giới tính vài nơi. Em lại phải chỉnh chu rồi.
Nghiêm chỉnh lại. Chị Linh ơi, vừa rồi là những cái manh mối đầu tiên của tụi em về Tí Nâu. Chị đang nghĩ đến một ca sĩ trẻ. Wow. Ca sĩ nào vậy chị? Mọi người cứ nói trước đi. Nhưng mà không, chị cứ nói đi, cái điều gì mà làm chị liên tưởng đến ca sĩ đấy? Tại vì bạn ấy bảo là bạn ấy đã từng hát một ca khúc nhạc phim mà nó thành hit luôn. Thì chị nghĩ đến ai? Bí mật đi. Không, chị cứ nói, mình cứ tham khảo thôi mà. Chị là email bút, à? Bút, bút biên thư. Ở biên thư nhá. Ừ, ta đọc này này. Oh, tuyệt vời em ạ. Wow ạ. Đáp án của chị Mỹ Linh là chưa nhớ ra tên. Chưa nhớ ra tên. Em tôi cũng lậy bà cô giáo tôi luôn, thật sự luôn. Là bà biết là ca sĩ đấy mà bà không nhớ ra tên. Đúng rồi. Dữ kiện của chị là gì để tụi em đoán ngược lại? Vấn đề là cái đáp án nó đúng là được. Gian dữ dữ mập mờ luôn. Dạ, ngày hôm nay thì Tí Nâu sẽ mang đến một ca khúc mà hiện tại nếu tính nhẩm sơ sơ gần 270 triệu lượt nghe. Trời wow. Ơi. Bài hát này chỉ cần một ngày đoạt được 4 triệu lượt view và vượt qua rất nhiều những cái tên nổi tiếng khác trên nền tảng YouTube như là Justin Bieber. Bài gì dữ vậy? Đây là một bài hit đình đám hay gọi là nhạc quốc dân. Ai ai cũng biết hát bài hát này. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Sơn Tùng MTP. Có chắc là đây à? Ca khúc Lạc Trôi. Trời ơi, ngon nha. Giọt lệ đừng khiến que mi dầu bi, đường xưa nơi có nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Tiếng khóc cuốn theo ngân gió bay, thuyền nai qua sông lỡ quên bao đi chân tàn nơi này, trong vương bóng ai dần hao gầy. Giọng giống chị Mỹ Tăng thế nào. Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mây say, mặc cho ta bay vương lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời. Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mây say, mặc cho ta bay vương lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời. Coi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn, ngăn dần lệ đừng khiến que bị sầu bi, đường xưa nơi có nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi xin mong mình sẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Tiếng khóc muốn theo làn gió bay, thuyền nai qua sông lỡ quên vẫn đi chân tàn nơi này, trong mong mong ai dần hao gầy. Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mây say, mặc cho ta bay vững lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời. Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mây say, mặc cho ta bay vững lên đôi môi cay, bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời, đã lạc trôi giữa trời. Bước chân lạc thang về nơi đâu, bao yêu thương giờ nơi đâu, câu thơ từ xưa vội dài mở, theo làn sương tan biến trong cõi mơ.
mưa bụi vương trên làm mi mắt. Người chia ly hoa rơi buồn yêu hắt. Tiếng đàn này thêm sống tương tư lặng bình trong chiều hoàng hôn. Tan tờ lời ca. Lối vào đường vàng bông bình ta. Đáng chưa vòng búa cho mình qua. Xin đừng quay đừng xa. Đừng mang câu hẹn được khi rơi xa. Yên bình lấy nào đấy. Chơi vui theo đàn mới. Thật sự nha, như một nhân cách khác luôn á. Hôm nay là có vụ rap luôn rồi. Quá khiếp. Khiếp là thế nào chị ạ? Quá hay đấy. Dạ. Tí nâu này bà thi chừng 2 vòng thôi, tôi nghĩ bà lên nóc nhà bà đứng bà quậy rồi. Thiệt. Càng ngày máu mà càng lên tới não rồi. Nha, bà không kiềm chế được bản thân rồi. Coi như là hát bung nhân cách. Cô gái thùy mị, nhẹ nhàng. Bài duyên phận đâu rồi cô gái đó. Bây giờ xé toạc mọi thứ. Nhào qua tới rap rồi em. Dòng sau mà bà đẩy rap, bà đẩy quánh trống nữa, tôi xỉu nữa. Mà cái bộ đồ này xuất hiện làm em liên tưởng một bài hát opera. Hồi nãy tôi còn nói O Sole Mio đó, cổ điển đồ, tẩy trong cái lạc trôi luôn. Đây gọi là thao túng tâm lý bằng cái bộ đồ này đến lạc hướng chúng tôi à. Không, nhưng mà phải nói là Tí Nâu với lại O Sen là những cái người mà tôi thấy thật sự là chơi cái chương trình này rất là nghiêm túc ấy. Tôi biết là hát Fast Boy không nó mệt vô cùng, mà còn phải gằn giọng này nọ, xé hầu xé họng ra đi nữa. Mà mỗi một vòng là họ thay đổi một cái màu giọng khác, một cái cách hát khác, tung hỏa mù. Và đây phải là những cái người thật sự là rất là giỏi về thanh nhạc. Cái thứ hai là họ rất là giỏi về cái cảm thụ âm nhạc. Thanh nhạc là cái có thể học được, nhưng cái cảm thụ âm nhạc không phải ai cũng học được. Cái đó là cái thẩm mỹ của mỗi một con người trời cho, và mình tự tôi luyện, mình cập nhật có được cái thẩm mỹ âm nhạc đó. Tí Nâu thực sự là một thí sinh quá tuyệt vời, là khi vòng này đến vòng khác, vòng nào cũng có màu sắc để khán giả chờ đợi đi được đón coi. Đó là một cái điều thực sự phải mê bạn. Bạn quá giỏi. Chị Mỹ Linh thì sao ạ? Quá giỏi, hát quá hay. Hay chị ạ? Xuất sắc. Trong thời gian mà họ lạc trôi đó, cái đáp án của chị nó trôi về chưa? À trời ơi, lại nhớ ra cái chuyện kia. Chị tìm thấy cái tên của bạn đó là Mule. Nhưng mà nghe bạn này hát xong cái không phải Mule. Không, đúng phải Mule. Không phải. Theo cảm nhận của riêng Tiên á, càng vào vòng trong sâu hơn nữa thì Tí Nâu như càng đang bóc cái lớp vỏ bao bọc bạn ấy. Đây mới chính là con người thật của Tí Nâu, khao khát muốn thể hiện trước khán giả. Mà trước đây khi ở trong cái dung mạo thiệt của bạn trong... Tôi nói nè. Dạ. Đó là cái vấn đề của rất là nhiều người hiện nay trong xã hội này bị nhá. Tự đẻ ra một nỗi sợ vô hình cho chính bản thân mình. Chẳng ai phán xét họ một cách nghiêm trọng cả, nhưng họ rất là sợ tổn thương và họ rất là sợ những lời chỉ trích. Dù chỉ là một lời nhỏ nhỏ thì họ cũng buồn đó, vì suy nghĩ nhiều mà. Cho nên á là không thể hiện được hết cá tính. Trong khi cái nhân vật ở trong cái lớp màn Tí Nâu này nó hay ho như vậy, đáng yêu như vậy, tôi còn cầu chúc cho là khi mình lột cái mặt Tí Nâu ra, sống vậy luôn, khùng như vậy luôn, vui như vậy luôn, và hát cái giọng này luôn, tôi thèm như vậy.
thiệt. Tiên hiểu rằng là cái lứa tuổi của Tiên có rất là nhiều bạn nghệ sĩ sợ cái chuyện phải thể hiện bản thân mình là ai trước công chúng, sợ nếu như đi lệch chuẩn ra tí xíu khán giả sẽ đánh giá phán xét mình. Nhưng mà Tiên nghĩ rằng là bây giờ thời đại thay đổi rồi, được là chính mình, được thể hiện đúng nhất con người của mình, tưng tửng khùng khùng điên điên vậy đó. Anh nghĩ thế này là Tiên, ngày xưa chúng ta có những cái quy chuẩn. Dạ đó. Nhưng mà tất cả những cái quy chuẩn cũng là do con người đặt ra thôi. Dạ. Nhưng những cái quy chuẩn nó càng ngày nó sẽ càng được thay đổi, bởi vì đúng không rồi, điều gì đúng mãi được. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều mang tính tương đối hết. Đúng. Cho nên bây giờ mạng xã hội nó đã phát triển, mọi người được phép lựa chọn để mình được yêu cái gì và không thích cái gì, để mình được là ai. Có thể mình không phù hợp được với nhóm đối tượng này, nhưng mình sẽ được lòng ở nhóm đối tượng khác. Cho nên mọi người đừng ngần ngại khi thể hiện bản thân mình, bởi vì ở đâu đó luôn luôn sẽ có một nhóm đối tượng cùng năng lượng với mình, ủng hộ mình. Chắc chắn luôn á, giống như là Tino đang có một cái nhóm đối tượng khán giả của The Masked Singer rất là thích cái năng lượng mà hey. Nội cái nhóm đối tượng này cũng là fan của cái nhân vật Tino này đây nè. Dạ, trước khi tiếp lời cái câu của chị Tiên thì em xin kính chào chị Mỹ Linh ha. Dạ, giống như những gì chị Tiên nói, đến dòng này em lùa thêm một chút nữa thì như các anh chị thấy em đang có rất là nhiều lông màu nâu nhạt màu trắng là bởi vì anh Đông Đông lọt hết lông trên người em, cắt thành một cái đầm dài thòn lòn. Ok. Còn những vòng trước là tay em có 4 ngón, giờ em tạc hết lông thì em có 5 ngón luôn. Tại vì 4 ngón khó cầm micro. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lột đi, cứ lột vậy cho tôi. Dạ. Tí nâu cũng là một trong những người mà trái tim tôi hy vọng là phải đến vòng cuối cùng, tại vì hay quá, giỏi quá. Cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và bây giờ tiếp tục manh mối nữa, đến từ hai nhân vật gây thù chú quán nhiều với em. Xin mời biệt đội áo đen Quân Ngầu. Bếp trưởng phi công. Wow. Bây giờ chúng tôi xin mời hội đồng cố vấn hãy lựa chọn một trong hai từ khóa này. Mà tại sao lại phi công nhỉ? Yeah. Ở đây có phải là hai cái mà nghề nghiệp của người yêu chị không nhỉ? Cái này có thể là hai cái nghề nghiệp crush của tí nào chẳng hạn. Ý là em có người yêu trẻ hơn em hay sao mà tự gọi mình là phi công ạ? Vậy mình hỏi cái gì ạ? Hỏi phi công đi. Hỏi phi công đi chứ, ý của chị Linh hay quá kìa. Nâu ơi nâu trả lời đi cưng, có lái máy bay không? Dạ có. Đã yêu người trẻ tuổi hơn mình đúng không? Em yêu phi công, anh phi công ơi, anh phi công ơi. Trời ơi chim. Mình kêu nó lộ có lột liền. Không ngần ngại. Thế bây giờ tiếp viên đi hát bài gì? Bay lên, xin mọi người vui lên lăng lại bay lên. Trời ơi, tôi mệt cái bà tí nâu, có bà tí nâu. Ôi, tí nâu nó hâm rồi. Lột bỏ cái lâm nâu ra là bây giờ lột xác liền, lột lưỡi liền. Được. Hay là ngày bé, tí nâu có ước mơ muốn làm phi công không ạ? Dạ, không. Vậy phi công đóng góp cái vai trò gì trong cuộc đời của tí nâu? Trong cuộc đời yêu phi công. Trời ơi, trời ơi, trời, nó yêu phi công rồi chị ơi. Vậy là nó cặp trai trẻ rồi. Đúng rồi. Vậy là nó không có trẻ đâu. Cặp trai trẻ rồi. Tuổi trở lên. Dạ, em vẫn còn thăng sinh nha. Em nghĩ là cỡ lứa của tụi em thôi. Dạ. Nhưng mà ở lứa của tụi mình thì cũng không phải là gọi là trẻ rồi. Đúng rồi. Thì chắc là có thể là tụi mình là như nào? Em nhìn xíu tuổi mà. Không, em nhìn Thành. Gần gần chị. Trời ơi Thành ơi, tại sao mà em gần tuổi Tiên mà trông em ngồi cạnh đó em như chú đó vậy? Trời ơi em cảm ơn chị rất nhiều. Từ đầu chương trình tới giờ Phúc với là anh Thành là hùa lại ăn hiếp em không? Nãy nó mới nói em ruột. Nhỏ này thì phản dễ sợ nó lẹ. Trời ơi trước cái giờ vào cái show này ngồi nó dậy tôi nửa tiếng đồng hồ làm nào để cho trẻ đó. Bây giờ lộ ra là nó ngang tuổi bà kia. Không có ngang tuổi, lớn hơn nó nhưng mà ý là trong cái khuôn khổ đó. Trời ơi cái lời khuyên này không có tin được nữa rồi. Tôi mệt quá à. Mệt. Chỉ vì sự chững chạc mà tôi bị nói ra như vậy đó. Tức ghê vậy đó. Thế chứ em mới nói là tụi em không lường trước là vì ngồi cùng mình. Thì cái không có lường trước là hôm nay có phù quân giáo chủ ngồi đây. Tức không? Tức. Chút căm hờn muốn tí đâu đi. Chút căm hờn vô tí đâu. Này tí đâu. Ủa? Ai bảo đưa phi công ra để ta bị dập đấy hả? Ê mai xé mà có nhiều niềm vui. Biết bao nhiêu chờ đợi. Kinh 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 chắc kinh kinh. Nó điên rồi.
Không phải, tại vì lúc em đi ra em giữ cái nết, em không có nói gì. Lúc mà chị Tiên anh Thành với mọi người khen chiếc đầm của em đẹp giống Beauty and the Beast, nhưng thật ra em thấy em giống đội múa lân tùng 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 cắt tùng 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 tùng. Nó điên rồi, bữa nay nó điên rồi. Chị thấy mascot của chương trình chưa? Quá mấy tuần à. Khoan, có phải là cái nhân vật Tí Nâu là cái nhân vật Tí Nâu những tuần trước không ta? Em ơi, anh nghĩ bữa nay nó bị bỏ bùa rồi. Bị mặc váy dài quá là nó làm sao á? Bộ đồ này nó dày quá, nóng quá, nó bị chạm dây em rồi. Em nghĩ là có cái gì đó trong đây rồi. Hay cho đi vô đi. Trời ơi, mình mới kêu nó lột gì lột dữ vậy cơ. Nhưng mà em đỡ không nổi ca này. Không. Ủa, còn có hỏi nào về chủ đề phi công không ạ? Phút nãy giờ 80 phút rồi. 80 phút rồi kìa. Đâu, nhưng ý là em chỉ hỏi rằng là ví dụ là một người trẻ mà yêu người trẻ hơn mình thì cũng gọi là phi công mà đúng, đúng không? Rồi. Đúng rồi. Một người trẻ yêu trẻ hơn mình. Đúng rồi. Thì đây, đúng rồi. Chị này đâu có nghĩa là chị đang lớn tuổi đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Chị có thể là trẻ mà đúng không? Ừ, có gì chị đâu. Đang cỡ chị là trẻ hết rồi. Trẻ ghê, tôi sợ bàn tình yêu với anh Đức Phúc lắm. Ờ, em cũng sợ bàn tuổi tác với Đức Phúc lắm luôn á. Nhưng ý là có thể là trẻ hơn bọn mình mà đúng không? Ừ, vậy đi. Đấy. Anh ơi, nó là vậy đó. Cái chuyện mà phi công là chỉ cần quen người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình thôi. Đúng rồi, cần biết bao nhiêu. Nhỏ hơn cũng là được, nhỏ hơn bao nhiêu? Một năm hay là 6 tháng hay 3 tháng hay là 10 năm? Anh ơi, mình nằm đi nghe mọi người kể chuyện đi. Trời ơi, sung dữ. Bà mới sung đó bà. MC ơi, em giật giúp chị cái mặt nạ kia ra. Dạ, em biết em cục chặt luôn, thắt nút luôn. Thắt nút luôn. Chỉ có cắt được thôi. Bếp trưởng là gì? Không được hỏi, cơ hội chỉ đến có một lần trong đời. Phi công là bên 80 phút, còn tôi là tôi hỏi bếp trưởng. Dạ, anh liên hệ em sao nha. Rồi rồi, sao? Tí Nâu ơi, như vậy là cái manh mối phi công là manh mối thật hay là manh mối giả? Dạ, kính thưa anh chị, giới thiệu phi công chính là sự thật ạ. Wow. Ê, vậy là đang yêu. Vậy là đang yêu. Người trẻ tuổi. Ôi, đang yêu một phi công à. Ôi, chấn động đây. Tại sao một người nhiều chuyện với tôi lại chưa biết chuyện này cả? Xin mời hành khách Tí Nâu, hành khách cuối cùng chuyến bay của VIP, vui lòng lên máy bay. Phi công đang đợi. Xin mời phi công biệt đội áo đen đón Tí Nâu về. Trời ơi, nhảy chân sáo, nhảy chân sáo. Mọi người thấy bài hát tuần này của Tí Nâu có sung không nè? Nếu muốn thấy Tí Nâu sung hơn nữa thì nhớ mua vé đi xem concert để quẩy cùng Tí Nâu nha. Và bây giờ là phần xuất hiện cuối cùng của một nhân vật với giọng ca vô cùng nội lực, luôn luôn khiến phim trường chúng ta bùng cháy với mỗi bài hát của nhân vật này. Xin được chào đón Phương Hoàng Lửa. Giống như Verdes mà show Victoria's Secret ấy. Đúng là dòng quan trọng mà Phượng Hoàng đã tung cánh rồi. Và hôm nay thấy là cái mặt tiền giác vàng. Bùm. Trời ơi, tôi để ý càng vô sâu các nhân vật càng bung sọt. Và đúng vậy, Phượng Hoàng Lửa hồi nãy có ghé nhỏ tai Huy và chia sẻ thế này. Ngày hôm nay manh mối mà Phượng Hoàng Lửa muốn cung cấp sẽ khiến cho tất cả mọi người hoang mang về cô ấy. Và MC hãy giới thiệu cho vòng trái đây nào. Thưa quý vị, đây là một khoảnh khắc rực lửa khiến khán phòng chúng ta bung lửa. Khoảnh khắc tái sinh của Phượng Hoàng Lửa. Xin mời Liv VT. Chào các bạn, Phượng Hoàng Lửa là một phụ nữ độc nhất vô nhị và tôi đã sẵn sàng để viết ra những điều chất lừa về bản thân mình đây.
Một nguyên tắc đặc biệt mà Phượng Hoàng Lửa đặt ra cho bản thân mình là mỗi ngày tôi đều phải tập thể dục á. Nếu Phượng Hoàng Lửa thành lập một nhóm nhạc, đó sẽ là ai? Chà, một bạn nữ cao hát giọng trầm như chị Mỹ Hạnh, một bạn nam thấp hát giọng cao như Trung Quân Idol, và một bạn nữ không cần biết hát, chỉ cần đàn hay và hòa âm giỏi là tuyệt vời rồi. Thời điểm mà tôi biết mình đã thành công trong sự nghiệp là chắc là khi Phượng Hoàng Lửa biết định giá bản thân. Chim quý phải tự biết giá, không phải lúc nào cũng hót, nhưng một khi đã cất giọng thì hót cái gì nó cũng phải khác biệt hết. Điều mà chị ở The Masked Singer tôi mới có được là đeo mặt nạ hát này, được không phải mang make up lên sân khấu này. Cả những sự tranh cãi ai là Phượng Hoàng Lửa đến mức bỏ nghề, bỏ ăn và tháo răng cũng rất là đáng yêu đó chứ. Phượng Hoàng Lửa nghĩ như thế nào về Diva Hà Trần? Wow, Hà Trần á hả? Chúng tôi cũng có quen biết nhau. Cô ấy hay hát như đúng rồi lắm. Hầu như bài nào Hà Trần hát, mọi người đều cảm thấy là bài đó phải như vậy. True or false? Nghệ danh hiện tại là do bạn tự đặt? Không, một người bạn nổi tiếng đã đặt cho tôi cái tên này, và đó là người mà tôi rất cảm phục. Mọi người thử đoán xem người ấy là ai nhé. The Masked Singer đã lấy đi của tôi rất nhiều. True, mất vài event to ơi là to. Và quan trọng nhất là The Masked Singer đã lấy đi của Phượng Hoàng Lửa quá nhiều mồ hôi, vì bộ đồ này nóng quá đó. Trong âm nhạc, Phượng Hoàng Lửa là người kỹ tính. True, các bạn đã lắng nghe các ca khúc của tôi qua từng vòng chưa? Đó là câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi này. Và với sự nghiêm túc, luôn thách thức bản thân, không đi theo lối mòn sẵn có, Phượng Hoàng Lửa tin rằng tiết mục đêm nay của tôi cũng sẽ rất đặc biệt. Wow, em hoang mang nha. Không biết vô tình hay cố ý mà Phượng Hoàng Lửa dùng bút ngược vẫn viết được. Khi chim quay, chim đâu có để ý đâu, chim chỉ lo diễn thôi. Và chim quên đó là cái đầu còn lại của cây viết. Chim đã sụi cánh rồi. Tôi thấy có một chi tiết đáng lưu ý là chim có ký hợp đồng gì đó. Không biết là có một cái hợp tác gì mới với đất Việt VAC không ạ? Có thể là ký lúc tham gia chương trình này. Không ký là sao có mặt ở đây được hả Phúc hả? Nghĩ là thích hát chung mà nữ trầm là chị Mỹ Hạnh. Chị Mỹ Hạnh cũng là một trong những ca sĩ mà chị hát nhạc phòng trà là chính. Yeah. Mà thích chị Mỹ Hạnh, thích Trung Quân, hình như hai cái style thì không liên quan. Có liên quan đó anh Trấn Thành. Thì bây giờ mình lập ban nhạc thì mình phải nổi nhất đúng không? Dạ. Thế thì anh Trung Quân thì anh hát giọng trầm, nhưng mà chị cao hơn tôi thì tôi đứng giữa, tôi nổi nhất. Có thế thôi mà phải thắc mắc. Ok. Sau những manh mối vừa rồi thì chị biết nên suy nghĩ đến ai ạ? Chắc chắn là chị Mỹ Linh ngồi đây thì Phượng Hoàng Lửa không phải là Mỹ Linh rồi. Sau khi tham gia cái chương trình này là cái vốn từ vựng và vốn trả treo của tôi nó tăng hẳn lên. Phải tăng lên. Trả treo. Không tăng là dập không lợi như con chim này đâu. Ngồi ghi chép liên tục để bật tại ngay. Vâng ạ, và ngày hôm nay điều đặc biệt mà Phượng Hoàng Lửa muốn mang đến đó chính là ca khúc của một tác giả rất nổi danh và đã có rất nhiều những bản hit nàng thơ yếu đuối, đó chính là ca nhạc sĩ Hoàng Dũng. Và khi mà chúng tôi gọi điện thoại để xin tác quyền ca khúc này, Hoàng Dũng chia sẻ Hoàng Dũng cũng là một big fan của chương trình The Masked Singer và cảm thấy rất là vinh dự khi được Phượng Hoàng Lửa chọn bài hát này. Chúng ta hãy cùng nhau đến với giọng hát của Phượng Hoàng Lửa qua ca khúc Nửa Thập Kỷ. Điệu nhạc qua những lần đổi thay và nhịp trễ không còn buồn và lời ca cũng đã đông đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều
ngoại trừ câu trả lời từ anh. Tôi vẫn cứ cô đơn chờ đợi suốt nửa thập kỷ trôi. Tôi yêu anh thiết tha, chẳng thiết đến mình nữa rồi. Sao anh không nói hết một lần với tôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố níu lấy? Nếu quá đau để buông lời tan vỡ, hãy coi định mệnh là cái cớ cho câu trả lời. Để ánh mắt của anh ta trao nhau, chẳng thấp thoáng chút thương hại nào. Để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những giang dở bấy lâu. Dần với trò đùa, người giận hơn đã ngủ quên. Anh hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi, để tôi biết nên buông tay hay nên cố níu lấy. Yeah!
bùng nổ và đó là Phượng Hoàng Lúa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một ca sĩ hát rớt luôn cái đồng đó. Có rớt hả? Tôi sướng quá. Nhưng mà Phượng Hoàng Lửa ơi, với giọng hát này thật sự là một báu vật của nền âm nhạc Việt Nam. Đây là Artist For Real. Lên sân khấu là quên hết tất cả những gì còn sót lại ở cõi nhân gian. Đó là nghệ sĩ thứ thiệt, hát bất chấp ngày mai sẽ ra sao. Tối nay có tắt tiếng hay không không cần biết, tôi chỉ biết ngay lúc đó là lúc thăng hoa. Chấm hết. Em chưa bao giờ xem một ca khúc nào mà nó truyền cảm hứng biểu diễn trên sân khấu cho mình đến như vậy. Tại vì em chưa có cái cảm giác đó. Mỗi khi mà em đi biểu diễn, em sẽ phải học hỏi qua. Em cảm ơn Phượng Hoàng Lửa rất nhiều. Tôi nói thật, tôi chả cần phải đoán, tôi biết đây là bạn tôi. Còn ai mà hát được như thế nữa? Nếu như Tí Nâu với O Sen ở một cái group là thiên biến vạn hóa, lừa khán giả đến phút cuối cùng, thì Phượng Hoàng Lửa với Lady May là một cái group biết lai, nhưng vẫn phải chờ để coi người ta hát cái gì và biến hóa cỡ nào. Hát hay quá hay. Khi mà xem cái tiết mục này thì em mới càng khẳng định là cái việc chương trình làm ra một concert nó thực sự là đúng, để quý vị khán giả có thể tận hưởng cái giây phút này. Mà em nghĩ không chỉ riêng quý vị khán giả mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ như bọn em sẽ tận hưởng được cái không khí và cũng như là cái cảm giác như Phượng Hoàng Lửa vừa mới thể hiện. Quá là tuyệt. Đêm concert All Star sẽ diễn ra vào tháng 11. Mà ác với chị Linh ghê, bây giờ hỏi chị Linh đây là ai thiệt tội chị. Không biết phải nói như nào á. Không, mà chị vẫn có lời để nói. Tụi mình chat chít chơi với nhau đằng sau hậu trường thì không cần phải nói. Trước giờ là tôi vẫn rất nể bạn, mà hôm nay chính thức nâng lên một bậc mới. Bạn hát quá tuyệt vời. Thực sự là khi mà nghe Phượng Hoàng Lửa hát những nốt cao là em đã cứng người lại rồi. Mà cái đoạn mà rớt cái đầu cái là em xuất hồn luôn. Mà quý vị biết không, hơn là cái khúc đó đó là bà phiêu, cái bà cúi xuống tới đây rồi không ai thấy cái mặt mừng. Mà công nhận nha, đúng là cái cốt chim á lẹ lắm, chụp đầu gắn lên xuất sắc. Bà thấy không, bà trồng cây chuối mỗi ngày mà bà tập nghề lắm. Xin cảm ơn ban cố vấn và tất cả khán giả. Thực ra thì bài hát Nửa Thập Kỷ Phượng Hoàng chọn cho cái tuần thi này thì vì rất là đơn giản là mình rất yêu ban nhạc. Quý vị đã xem Masked Singer ở nhà thì rất là hay, nhưng mà khi chúng ta xem thì vẫn cảm thấy đấy là một chương trình ca nhạc ở trên TV. Cái điều mà tôi muốn đem đến trong sân khấu ngày hôm nay là một cái live không khí của nhạc sống ấy. Khán giả có thể được trải nghiệm và được chứng kiến cái sự kết hợp giữa ca sĩ và ban nhạc. Riêng cái bài này ở trong tai của những người chơi nhạc hoàn toàn không có cái click track ấy, tức là cái mà để đánh nhịp, hoàn toàn không luôn. Mọi người nghe nhau và tương tác tại chỗ luôn. Đấy là cái điều tôi muốn đem đến vòng này. Ý của Phượng Hoàng Lửa là mọi người nên đi nghe ca sĩ hát live. Chuẩn. Bạn rất hiểu tôi. Ý hai là live phải cả ban nhạc cả ca sĩ đúng không? Đúng rồi, không chơi hát đĩa. Thứ ba, thế mới biết là live thật, chứ không thì chả biết đằng nào mà lần. Hay quá Phượng Hoàng Lửa ơi, I love you. I love you too. Mà thật ra quý vị biết không, tôi nghĩ là hôm nay không chỉ Phượng Hoàng Lửa thăng hoa đâu, ban nhạc cũng thăng hoa. Không, nhưng mà nói gì nói chứ thật sự ra phải cảm ơn The Masked Singer. Nếu không có chương trình này sẽ không có những điều tuyệt vời này xảy ra. Mang những giây phút chân thực như thế này đến với đại chúng để mọi người đều được thưởng thức. Nhưng mà quan trọng là lần đầu tiên mà chúng ta được nghe bậc đàn anh đàn chị cover lại nhạc của các bạn trẻ với một cái phong cách khác. Cái điều đó không phải ở đâu cũng có thể xảy ra được. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một manh mối nữa. Bỏ cái đoạn manh mối đi. Và một khía cạnh khác trong đời sống của Phượng Hoàng Lửa. Xin mời bị đói đang cun ngầu ạ. Ủa? Rớt con trứng của người ta luôn. Bà trùm bất động sản. Không lẽ đằng sau lớp áo chim này là Lý Nhã Kỳ?
bất động sản mình phải hiểu là bất động khi sinh. Không gia đình. Vậy là em chọn bất động sản rồi đó. Bà chùm bất động sản là gì ạ? Phượng Hoàng Lửa cũng không biết nữa. Hạt sùng quá, rớt luôn cái đầu. Mà xong cũng quên luôn á. Phượng Hoàng Lửa ơi, cậu phải làm nào để thấy là mình hát hay mà giao lưu cũng được chứ. Lại được bảo được cái nọ không được cái kia. Thế vì sao là không gia đình ạ, thưa Phượng Hoàng Lửa? Không gia đình có thể là thế hệ nào đó không? Vâng ạ. Không được ở với gia đình ấy. Ủa sao em cảm giác như là Phượng Hoàng Lửa nó hỏi ngược lại em? Không, em đừng cảm giác. Rõ ràng là như vậy. Có nghĩa là người đang bị hỏi trở thành người hỏi. Vâng. Và cái người đó đáng lẽ phải là truyền câu hỏi, nhưng mà bị cái người bị đặt câu hỏi hỏi ngược lại. Thì dạ. Dạ, hai chủ đề vừa rồi chúng tôi sẽ tạm gác lại ở những số kế tiếp. Xin mời bài đó đến Cun Ngầu, ra diều Phượng Hoàng Lửa vào trong nghỉ ngơi. May ghê, may mà Phượng Hoàng Lửa nhanh tay chụp lấy cái đầu kịp, chứ lúc đó cũng xin là hơi hoảng hốt đó nha. Lần sau chắc Phượng Hoàng Lửa phải tém tém lại, sợ quá sợ quá. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Cô quý vị xin được chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và đây là giây phút rất là hồi hộp thưa quý vị. Trước khi đến với giây phút này thì chúng tôi xin được thông báo một thông tin vô cùng quan trọng như sau. Đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ giá cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Vào đây khoảnh khắc mà chúng ta sẽ bắt đầu chọn ra ai sẽ là người phải lộ diện với tất cả quý vị khán giả. Nhưng trước tiên chúng ta cùng lắng nghe những cảm xúc, những khoảnh khắc nào ấn tượng nhất đối với hội đồng cố vấn. Xin mời chị Mỹ Linh ạ. Ngày hôm nay đến với The Masked Singer Việt Nam rất là khó để nói là khoảnh khắc nào tuyệt vời nhất, vì khoảnh khắc nào cũng tuyệt vời. Nhưng nếu mà cá nhân tôi thì tôi thấy là save the best for the last. Hôm nay tôi dành chọn một nửa trái tim của tôi cho những tiết mục còn lại, cả vào một nửa trái tim dành cho Phượng Hoàng Lửa. Chị cũng muốn cảm ơn chương trình đã cho mình cơ hội được đến đây để nghe 5 tiết mục live hoàn hảo. Hoàn hảo. Yeah. Wow, cảm ơn chị Mỹ Linh ạ. Đức Phúc xin mời. Em cũng giống với cô Linh rằng là tất cả mọi phần trình diễn của mọi người ngày hôm nay đều là những cái khoảnh khắc thực sự rất là thăng hoa, và đó là những cái trải nghiệm mà em cảm thấy ý nghĩa vô cùng khi mà mình được ở đây để chứng kiến và để nghe tất cả những cái tiết mục đó. Mỗi tiết mục đều khiến em phải học hỏi, thứ hai rằng là truyền cảm hứng cho em rất là nhiều, đặc biệt là tiết mục của cô Phượng Hoàng Lửa. Và thậm chí là trước đó thì có những cái tiết mục mà khi em nghe xong thực sự là em không có thể nói được một cái điều gì nữa, tại vì mọi thứ nó quá là hoàn hảo. Cảm ơn chương trình một lần nữa vì đã cho Đức Phúc cơ hội ở đây ngày hôm nay. Do Tiên được tiếp lời của Phúc, bởi vì Tiên rất là hiểu cái cảm xúc mà Phúc đang thẩm thấu á. Đó là cái cảm giác khi mà mình được nhìn thấy những true artist thực sự trên sân khấu cống hiến và thăng hoa như vậy. Thì Tiên tin rằng là không chỉ Đức Phúc đâu, tất cả các bạn nghệ sĩ trẻ khác, những ai đã, đang và có mong muốn theo nghề nghiêm túc, thì đây chính là những cái tấm gương, những cái gọi là nguồn cảm hứng rất là lớn. Tại vì năm nhân vật ở đây xuất phát điểm khác nhau, tuổi tác khác nhau, background khác nhau hết, nhưng mà khi bước lên sân khấu, bất kể bài hát nào đều khác như kiểu là rút ruột, rút gan ra để mà cống hiến một lần duy nhất cho cái sân khấu của mình. Tin tin và mong rằng là các bạn nghệ sĩ trẻ khi mà được theo dõi chứng kiến năm mascot này sẽ tiếp thêm một cái nguồn động lực để sống với nghề. Bởi vì nếu mà thực sự đam mê, thực sự có tài năng thì các bạn sẽ tỏa sáng dù sớm hay muộn. Đó là cái điều mà Tiên mong mỏi. Cảm ơn Tiên rất là nhiều. Và cuối cùng xin mời anh Trấn Thành. Tôi không muốn nói về cái ấn tượng tốt nhất của tôi trong cái show diễn này, bởi vì ấn tượng của tôi luôn tốt. Tôi chỉ muốn nói là tôi may mắn khi được chứng kiến những giây phút thăng hoa đẹp nhất của những con người này trên sân khấu. Có thể chúng ta lâu lâu nghe một bài rất là hay, chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà họ làm cái điều đó hàng đêm. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái công việc hàng đêm đó sẽ không có mấy gì để họ có được cái cảm xúc như trên sân khấu của The Masked Singer. Đó là cảm xúc của sự tái sinh, cảm xúc của cái việc là khi bản thân mình được một lần biết tranh đấu, biết dấn thân, biết quên lãng mình là ai, chỉ đơn giản là hát thôi. Tôi không biết là bao nhiêu lâu nữa trong cái sự nghiệp của họ,
họ mới có một cái dịp được chạy như thế. Theo tôi đây là một cái cuộc tập thể dục rất là hiếm hoi để những nghệ sĩ chân chính như họ được tái cấu trúc lại cái cơ thể của mình, để cho cái trái tim mình đập nhanh hơn, để vận động tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là với cái phút giây như thế này sẽ là những cái cột mốc mới cho sự nghiệp của họ. Bởi vì tôi biết là tất cả những cái mặt nạ này khi được tháo gỡ ra, họ sẽ bắt đầu một chặng đường mới, một cuộc đua mới mang màu sắc khác của sự nghiệp âm nhạc của bản thân họ. Vâng, xin cảm ơn hội đồng cố vấn. Và như chúng tôi đã nói trong buổi tối ngày hôm nay, những khoảnh khắc đều tuyệt đẹp. Trước khi đến với phần quan trọng nhất là bình chọn, thì chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị khán giả của hội đồng cố vấn hãy dành sự tri ân cho sự thăng hoa này, đặc biệt là của top 5 những người nghệ sĩ xuất sắc của chúng tôi. Đầu tiên, Osen, Thu Thần, Lady May, Tino và Phượng Hoàng Lửa. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và Huy tin chắc rằng những khán giả theo dõi cầm ảnh nhỏ cũng đã có được cho mình một cái tên trong lòng rồi. Và bây giờ là lúc thử thách dành cho hội đồng cố vấn. Đó chính là thời gian để bình chọn ra tiết mục ấn tượng nhất. Xin mời. Cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và bây giờ là lúc tôi xin mời 99 khán giả từ trường quay hãy cùng chúng tôi cầm điện thoại lên và bình chọn tiết mục nào để lại ấn tượng cho lòng các bạn. Xin mời. Và hết thời gian. Bây giờ chúng tôi xin dành ít phút để cập nhật kết quả từ hội đồng cố vấn cũng như 99 khán giả tại trường quay. Và thưa quý vị, chúng tôi đã có kết quả trên tay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được đọc tỷ lệ phần trăm bình chọn của hội đồng cố vấn cũng như là 99 khán giả tại trường quay như sau. Ở vị trí đầu tiên, lượt bình chọn cao nhất với con số là 42.72%. 8 vé vào vòng bán kết đầu tiên đã thuộc về Phượng Hoàng Lửa. Chúc mừng ạ. Tấm vé thứ hai sở hữu lượt bình chọn 28.16%. Chúng tôi xin được chúc mừng ai ạ? Và đó chính là Tino ạ. Hai tấm vé đã được trao. Tiếp theo, tấm vé thứ ba đã thuộc về Lady Boy. Lady May nhận được 14.56% lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn cũng như là khán giả tại trường quay. Và chúng ta chỉ còn lại một tấm vé vào bán kết mà thôi. Tấm vé cuối cùng này sẽ thuộc về ai? Chúng ta có hai con số 8.73% và 5.83%. Và người sở hữu lượt bình chọn cao hơn cũng như chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào đêm bán kết đã thuộc về Osen. Osen sở hữu lượt bình chọn 8.73% và Hữu Thần lượt bình chọn là 5.83%. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng top 4 chiến binh đã sở hữu tấm vé vào đêm bán kết, đó chính là Phượng Hoàng Lửa, Tí Nâu, Lady May và Osen. Vâng ạ, xin cảm ơn Osen, xin cảm ơn Lady May, xin cảm ơn Tí Nâu và xin cảm ơn Phượng Hoàng Lửa. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong đêm bán kết của chúng tôi. Đây lúc chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với Hữu Thần, xin mời. I'm trapped in darkness. Life has turned.
Và thưa quý vị, giây phút chúng ta chờ đợi đó chính là lột mặt nạ của Hồ Thần xem đó sẽ là ai. Nhưng mà trước tiên chúng tôi muốn biết được là ấn tượng đầu tiên của hội đồng cố vấn sau khi nghe những nốt đầu tiên có đúng hay không. Và bây giờ chúng tôi sẽ trích xuất từ ngân hàng quốc tế VIB. Xin mời biệt đội áo đen Cun Ngầu. Và thưa quý vị, trên tay chúng tôi đang cầm phong bì ấn tượng đầu tiên của hai cố vấn, đó chính là Tóc Tiên và Trưởng Thành. Và rất bất ngờ, chúng ta có chung một cái tên. Không thể khác được ạ. Anh có biết là em đã đợi cái khoảnh khắc này suốt mấy tuần, mấy tháng. Một trong những cái điều mà chúng tôi phải làm hàng tuần đó là cứ phải ngờ nghệch. Trong khi đây, thằng em tôi, bạn thân Tóc Tiên. Không phải là bạn, anh ruột. Anh ruột. Make up, trang điểm, sẽ chia từng muối cam, miếng mít. Anh em mà giờ gọi là nấc một tiếng là em cũng biết là anh em, chứ đừng có nói chi là hát. Ai à? Chị vẫn chưa biết. Chị sẽ bất ngờ. Chị Mỹ Linh nói là hồi nãy nó là Quốc Thiên với lại Hoàng Bách phải không ạ? Ok. Thật ra option của chị Mỹ Linh đưa ra là những option có khả thi thật sự. Nhưng chắc có lẽ là do tụi em lỡ biết nhân vật này rồi cho nên tụi em khá sure. Đây chính là 1, 2, 3 Mai Tiến Dũng. Đó cũng chính là đáp án mà hội đồng cố vấn đã ghi vào trong thùng thư của chúng tôi. Còn Đức Phúc thì sao ạ? Em chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi để em có thể được nghe lại câu chuyện lần trước. Hãy lột ra ngay cho em anh Mai Tiến Dũng. Không thể chịu nổi. Hết chịu nổi rồi. Hết chịu nổi, ấm ức quá mấy tuần liền. Còn chị Mỹ Linh, chị có muốn đổi đáp án không ạ? Ngu gì mà không đổi. Thế vì tại vì là người ta đã nói anh ruột. Quả quyết như thế. Mà người ta quả quyết luôn, như vậy quả quyết. Vâng. Vậy là chị cũng đổi qua là ca sĩ Mai Tiến Dũng ạ. Chị là Azua Tổng lắm. Cả bốn hội đồng cố vấn đều thống nhất một cái tên duy nhất trùng với lại đáp án trong phong bì của chúng tôi. Đó chính là ca sĩ Mai Tiến Dũng. Thôi hãy lộ diện, giấu gì nữa. Thế thì quý vị khán giả cùng chúng tôi đến với khẩu hiệu quen thuộc, đó chính là mở ra. Xin ra. Mời bị đó đen Cun Ngầu hỗ trợ cho Hữu Thần ạ. Mở ra. Có phải trong khu rừng Hu cai quản có cái loài cây mà nó nằm trong tên của Hu không? Rất lâu rồi em mới bị cái gì đó làm cho mình rung mà toát mồ hôi hột như vậy luôn. Là giật giật kiểu sao xuyến hả anh? Em thấy rất là có lỗi. Tại sao em không có thể nhớ ra được một cái giọng hát đẹp vô cùng như thế này? Đây là một thành viên ở trong một nhóm nhạc nam. Đây là một nhân tố rất cần cho chương trình Masked Singer. Bên cạnh cái chuyện là cố gắng đoán ra ai thì mình sẽ thực sự fall in love với lại cái giọng hát này, với lại cái nhân vật Hu Thần này. Ta xin biết đánh đàn còn có cả Soobin Hoàng Sơn. Và nếu như Hu là người tôi đang nghĩ, tôi khuyên Hu hãy là Hu từ đây trở đi. Wow, quá trời. Biệt đội đen Cun Ngầu, anh tập gym, anh hơi khỏe. Quá trời. Trời ơi. Rồi. Và đó là chứ chấp nhận sự thật mình bị chưa cởi bỏ lớp mặt nạ. Cần thời gian chuẩn bị tâm lý. Và đó là Trời. Dạo này còn tập tạ không em? Và thưa quý vị, không thể sai được. Đáp án chính xác đó chính là ca sĩ Mai Tiến Dũng. Từ đầu tiên cho phép Mai Tiến Dũng gửi lời chào ngay đến toàn thể ban cố vấn cũng như khán thính giả đang xem đài The Masked Singer. Lời chào thân ái nhất. Wow. Rất là hạnh phúc khi được đến đây và có mặt trong The Masked Singer. Lâu rồi về cảm xúc của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ. Như anh Thành nãy có chia sẻ là hàng đêm anh em ca sĩ có thể đứng trên sân khấu hát đi hát lại những bài hát quen thuộc, nhưng mà để mình cháy hết mình thì
hiếm hoi lắm khi mình tìm được lại cảm xúc những lần đầu tiên mình được đứng lên sân khấu và nghe những nốt nhạc đầu tiên để mình cất tiếng hát của mình hòa quyện trong đó. Thank you The Masked Singer rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, với dự đoán chính xác của mình thì anh Trấn Thành và Tóc Tiên sẽ được cộng thêm một điểm, rút ngắn khoảng cách chạm tay vào chiếc cúp danh giá của chúng tôi. Nhưng mà thứ này đã anh Mạnh Dũng, thật ra là có một nhân vật nuôi dưỡng sự ấm ức đó suốt nhiều tuần liền, không ngủ được, bạc tóc, thất thần vì cái gợi ý của anh. Chính là em. Cái lúc mà ngồi nghe ở cái vòng cuối cùng, em đã thấy cái giọng này rất quen rồi. Và cuối cùng em phải về, em YouTube, em phải xem lại, em phải tìm bằng được cái nhân vật này là ai. Cuối cùng là anh Mai Tiến Dũng. Cái lúc mà về ấy, là đã đoán được chưa? Về là biết là anh Mai Tiến Dũng rồi, nhưng không nhớ là được cái câu chuyện đấy là gì. Không em ơi, nhưng mà cũng khá là thất vọng cho Đức Phúc đấy. Tại vì ấy, anh Dũng với lại Phúc là cùng tham gia một cái show với nhau, hát chung với nhau này nọ luôn, mà không nhận ra giọng của anh Dũng thì cái đó là đáng suy nghĩ. Hơi đáng trách một xíu vì khi mà đem một cái giọng hát rất là hay và rất đặc trưng này mà em lại không có kịp nhớ ra ngay cái thời điểm đó. Thật ra mà nói á, giọng của Dũng á, là một cái giọng có cái signature rất là rõ ràng. Như hồi nãy chị Mỹ Linh chỉ có nói giỡn, nhưng mà tôi thấy cái đó là đúng á, là rung khẩn cấp mà. Dạ rung gấp. À rung gấp. Cái giọng Dũng hát là sẽ có mà mình cũng làm được, một mình Dũng làm được. Cái đó là cái trời sinh ra, có đi học cũng học được cái đó, nó tự nhiên nó vậy à. Vậy hôm nay em sẽ cập nhật thêm một cái tính từ trong giọng hát của em là rung khẩn cấp. Chị Linh biết không, tại vì lúc em mới vô nghề, bập bựa vào nghề đó, thì khi em hát thì mọi người bảo là sao em hát như bị sốt rét vậy. Hồi đầu thì em cũng loay hoay, em cũng nghĩ rằng mình nên thay đổi nó để phù hợp với mọi người khán thính giả hơn. Nhưng mà em đi một hồi thì có một anh bạn của em, một trong những thầy giáo đầu đời của em, đó là anh Đình Bảo. Thì anh Bảo gặp em, anh Đình Bảo mới nói với em rằng cái này không phải ai cũng có những cái đặc biệt riêng trong cái giọng hát của mình, thì em nên giữ vì đó là cái màu sắc riêng của em. Đình Bảo hay quá. Em cũng cố gắng tiết chế nó trong khoảng thời gian em làm việc, nhưng mà em vẫn không bao giờ làm phai mờ cái mà trời cho em ạ. Nhưng mà hãy quay lại câu chuyện của em đi. Em đang đợi để anh giải thích đây. Có mối tình ngoại chuyện mà tức chứ. Tội người ta. Tội. Ai cuối cùng là ai mà sao? Cuối cùng là ai? Và em không thể nhớ ra được cái câu chuyện đấy. Chứ có lẽ là vì Đức Phúc đang tò mò quá, bấn loạn quá, cho nên Đức Phúc đã không nghe được cái sự hướng dẫn của anh Lê Hiếu. Không Phúc ơi, nhưng mà anh nghĩ là biết đâu người ta nói một cái tình yêu là một cái tình yêu về âm nhạc hay bất cứ một gì sao? Thì anh Lê Hiếu bảo đó có thể là tình yêu âm nhạc. Thì là chính là cái đêm mà mình lựa chọn nó cũng như đêm nay. Ai sẽ là vào bán kết? Của đêm Bolero thì anh tình yêu đó là tình yêu âm nhạc mà anh dành cho khi anh quyết định về Việt Nam. Nghĩa tình yêu âm nhạc. Lỗi vẫn tại em đấy Phúc ạ. Có em nghĩ là tình yêu kia. Khoan xí, nhân đây chúng ta hỏi đứa em, còn một đứa em nữa thân với anh Xiền luôn, Trúc Nhân nhà em. Nó tan chảy rồi. Tan chảy. Nó điên loạn, nó bắn loạn, nó dò đầu bước tóc, vui lắm quý vị. Về nhà nha. Nó nhất quyết em 3 ngày liền, nó nhắn tin anh Xiền nói cho em biết đi đó là ai. Em lục tung hết tin nhắn này nọ, người này người kia nhắn với em mà ủa, có hả. Và nó ngồi nó vậy, em nó điên loạn mấy tuần. Xong một ngày nọ nó nhắn, em đã biết hắn là ai. Em nghiên cứu mãi thôi. Có nghĩa là câu chuyện của Mai Tiến Dũng gieo ra làm cho người ta thật sự là phải suy nghĩ rất là nhiều. Mà thật sự là cái chuyện mà Dũng tán tỉnh nó là có không? Dạ thưa là không. Là Dũng biết Trúc Nhân vì hôm đó là có một đêm, không biết Tóc Tiên có nhớ không, là anh đi cùng show với Tiên. Thì hôm đó là Tiên nằm một bên giường, rồi Mai Tiến Dũng nằm một bên giường. Không, tính cho rõ ràng nha. Không, cái này từ để em nói sao, giờ kể chuyện Trúc Nhân chứ đi rồi em mới nói chuyện của em. Thì hôm đó Tóc Tiên bảo anh ơi, Trúc Nhân vừa ra bài. Cái lúc đó là bài Thật Bất Ngờ. Tóc Tiên khen hết nấc về Trúc Nhân. Thì em xem á, wow bạn này giỏi quá, tư duy rồi lên idea MV này. Xong mình thích, bắt đầu mình tìm hiểu về bạn. Xong đến lúc mà em về đến Việt Nam vẫn chưa có cơ hội làm việc. Rồi hôm mà anh em mình thi với nhau Bolero đó, tập gọi là khách mời đúng không ạ? À? Em mời anh Trúc Nhân đi. Đó, đó thấy không? Đó là một nhân duyên đó. Thì Dũng mới được gặp Trúc Nhân ngoài đời thật sự. Và mới say hi, nhưng mà say hi thoáng qua thôi. Cho nên về nhà thì mới hỏi là có gì mình kiểu như là anh em với nhau thì mời có thể hợp tác một cái project nào đó. Thì mình bảo chứ mình đang xong 2-3 câu Trúc Nhân bảo anh về Việt Nam rồi, bây giờ anh sẽ cố gắng lên nhé. Mọi người kia anh cảm ơn em, nhưng mà anh chú cho anh hỏi là giờ này biết là chú gia đình vợ con như thế nào rồi. Cái gì Trúc Nhân nói câu
dạ anh có chủ rồi. Đó cho nên là như vậy thôi, đơn thuần là một câu chuyện rất là đơn giản nhưng mà là do biên tập bẻ ra. Biên tập dạ là quá. Là do biên tập bẻ ra. Mà quan trọng là vậy nè, cái người kia chắc nhận nhiều tin tán tỉnh lắm hay sao ngồi cái. Trả lời liền là có chủ. Rồi mà rối chứ bộ, rối mồ hôi, mồ kê đồ. Đâu chứ quay lại đối diện. Trốn luôn mà anh. Và bây giờ chúng tôi xin cung cấp cho khán giả những cái hình mà ban tín dụng đã cung cấp vào những đoạn clip VT. Ví dụ mà vui vui, ví dụ là trữ kim cương á anh. Có, cái đó là vụ đó là em. Lúc đó em phải giả vờ nhưng em không biết cái chuyện gì hết. Tại vì câu chuyện này có thiệt nha mọi người, câu chuyện này có thiệt. Là bên Cali, địa lý Cali là rất hay có động đất. Thì ông anh của em là một thiên bình chính hiệu nha. Hay lo gì là hay nghĩ nhiều lắm. Vì nó sẽ có luôn có dự báo là ồ hôm nay sẽ có động đất nặng á. Người ta sẽ đi mua lương thực thực phẩm dự trữ. Anh em đi mua kim cương. Không biết ai nghe ai kêu anh em đi mua kim cương để chi, lỡ hết động đất còn có cái của để mà đem bán ra mà sống. Em thực tế mà không à. Nó là cái chuyện giai thoại mà vì em đi đâu em cũng kể chuyện. Vàng thì nó bị nặng quá. Mà kim cương thì nó nhỏ nhưng mà nó giá trị lớn. Không nhưng mà quan trọng là sau khi động đất ai còn tiền đi mua kim thì cương. Đó, thì đó. Anh tính sao quá. Anh tính nó chỉ là phục hồi rồi. Có nghĩa là bạn ấy sẽ nhịn đói đi vài năm sau khi thành phố đó được mọi thứ ok lại rồi mới bay anh em ra bán. Lo lắng nhưng mà vẫn có một niềm tin anh ạ, một niềm tin hy vọng. Mà rốt cuộc động đất nó cũng nhẹ hiều à. Rồi là có sợ rắn không? Rắn là em sợ thiệt. Em trong suốt cái cuộc thi thì em cũng đọc mấy cái comment ở trong YouTube. Thì mọi người bảo là sợ rắn chắc là sợ tóc tiên, thì tóc tiên tuổi rắn. Nhưng mà thật sự Dũng sợ rắn thiệt ạ. Mà chị của em là học chung khóa với chị Tâm. Dạ vâng. Cho em bật mí thêm là em đi định cư ở Mỹ lúc em 11 tuổi. Thì lúc đó chị Úc thì đang học thanh nhạc năm thứ 3 cùng với chị Mỹ Tâm, rồi chị Thanh Thảo, rồi anh Phan Đinh Tùng, Hiền Thục luôn ạ. Vì định cư với gia đình cho nên là chị phải bỏ ngang cứ ước mơ làm ca sĩ. Rồi lúc em vừa qua được 45 ngày thì ba mất. Thì mọi gánh nặng đặt trên vai của mẹ và chị. Tự nhiên lúc đó trong gia đình tự nhiên mình cảm thấy là mình phải là một người đàn ông. Cái chuyện ca hát, tự nhiên cái đam mê em nó biến mất từ lúc nào em không biết. Lúc đó chị nghĩ là phải học ngành gì để ra để lo cho mẹ hay lo cho gia đình. Và đó là suy nghĩ lúc em lúc mới có 11 tuổi thôi. Thì bỗng nhiên em nhìn qua chị gái của em bảo lúc đó chị đã 19-20 rồi. Mà nếu mà chị không phát triển cái ước mơ của mình đó, thì cũng sẽ khó có cơ hội. Cho nên là khi mà bên trung tâm mở có một cuộc thi tìm ca sĩ thì em đã đúc chị em đi thi, đúc thúc phải đi thi. Nhưng mà may mắn lại không mỉm cười với chị, nhưng mà may mắn là mỉm cười với em. Cho nên là cái đêm mà đầu tiên em nhớ hoài, em bước lên sân khấu, em run, em sợ. Vì em biết là xung quanh anh chị em đêm thi đó ai cũng hơn em tất cả. Và cái duy nhất em có là tình cảm. Wish I could go back to where we started. Wish that I could find a way to say. Em nhớ hoài ca khúc đầu tiên em hát, em nói em dành cho chị em. Vì mẹ vì chị. Chị hy sinh, chị không có đi theo ước mơ của mình. Mà tổ nghề lại chọn mình. Cho nên là hôm đó em không còn biết thắng thua gì hết. Em đi thi và em hát dành tặng ca khúc đó cho chị gái. Và từ ngày hôm đó thì cái tên Mai Tiến Dũng đã được mọi người biết đến. Dù là còn rất là con non nớt, em cần thời gian để em làm tốt bản thân mình hơn. Dạ, cho nên là những giây phút đó là những giây phút trong cuộc sống của em không bao giờ quên. Mặc dù đứng The Mask Singer như hôm nay, đổi mặt nạ lại, nhưng mà cái giây phút đầu tiên đó mình lúc nào cũng trân quý. Rất trân quý ạ. Tôi nghe bạn hát thì tôi thấy là bạn là người sống rất là tình cảm. Chắc chắn phải sống tình cảm mới hát được như vậy. Trước giờ tôi nghĩ là khán giả nghe được là Mai Tiến Dũng hát qua những cái bài với cái giai điệu nó hơi sập sình. Cho nên người ta sẽ không nghĩ là Dũng là người hát quá hay. Cho đến khi người ta được thật sự nghe Dũng hát ballad thì người ta mới biết là Dũng hát rất là hay và rất là tình cảm. Tôi biết sao, có lẽ tôi sai, nhưng mà tôi thấy là có lẽ người này trong lúc tình yêu người ta khá là yếu đuối và nhạy cảm. Thì mỗi lần nói cái này cái cô này cái lúc nào cũng yes. Nên bây giờ tôi phải hiểu cái điều này dạ, như thế nào đây. Dạ tóc tiên là chắc là hiểu Dũng nhiều lắm. Anh của em ơi. Bây giờ mới có cơ hội để được nói nhiều với anh của em. Thực ra hồi nãy mọi người cũng nghe câu chuyện anh Dũng chia sẻ là tóc tiên nằm giường, còn anh Dũng nằm giường á. Dạ. Mình mà không giải thích thì khán giả sẽ thấy kỳ kỳ. Nhưng mà thực ra là em với anh Dũng á, thân nhau tính tới bây giờ là 10 năm đúng. Thân nhau bắt đầu từ một cái câu rằng là thôi mày về ở với anh đi. Đó là cái câu mà mở đầu cho cái sự mà đi gắn bó của Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng cho tới bây giờ.
Anh hiểu. Hiểu. Giống như ba em mà mỗi lần gặp Dũng lúc nào cũng nói là chú rất là cảm ơn con, tại vì con đã ở bên cạnh Tiên cái lúc mà Tiên khó khăn nhất. Maybe you can find somebody new. Không phải, trời ơi, em không có muốn I know. Cảm xúc như vậy, nhưng mà cách đây vài ngày đi ăn sinh nhật của Dũng, hai anh em ngồi kể lại cái câu chuyện 10 năm trước. Ok. Mà nếu như 10 năm trước khi mà ở cái giai đoạn đó là hai anh em chỉ có ngồi khóc với nhau rồi, thì 10 năm sau khi mà I don't wanna find somebody new. Năm sau khi mà mình ngồi đối diện với nhau, hai anh em chỉ toàn có nụ cười thôi. Và em nhận ra rằng là đúng là thời gian sẽ chữa lành tất cả. Và bây giờ chỉ nhìn thấy nhau hạnh phúc. Thực ra khi mà em thấy Dũng đứng trên sân khấu này em rất là hạnh phúc, tại em biết là Dũng có một thời gian rất là khó khăn với nghề. Và em cũng cảm thấy có lỗi khi mà em không có giúp được Dũng nhiều khi Dũng về Việt Nam. Em biết Dũng không có giận em, không giận chắc giờ cũng hết rồi. Em chỉ muốn Dũng biết rằng là cũng như là hồi nãy anh Thành chia sẻ với anh Phúc vậy đó, gạt bỏ đi hết những cái tự ti của mình, bỏ đi hết những cái lo nghĩ của mình. Trước giờ em cũng hay nói là sao anh lo nhiều quá, em thì là đứa không bao giờ lo. Ngày xưa trước khi quen Dũng em giống như đàn ông, chỉ giống con trai á, không có biết lo vậy. Dũng là người chị làm đẹp, làm móng tay, làm nail, đi nhuộm tóc là Dũng chị hết. Xuất sắc nha. Em chỉ muốn nói rằng là sau tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Anh xứng đáng được hạnh phúc, anh xứng đáng được khán giả yêu thương. Cái điều mà giúp cho chúng ta có mặt ở đây là do đây là đều là những con người sống tích cực. Dạ đúng rồi. Chúng ta tin vào cái đẹp, tin vào cái điều hay ho. Và cảm ơn em đã là một người đàn ông quá tử tế. Nên that's why là hai em yêu thương nhau như vậy. Dạ. Lẽ ra là anh hát xong em mới được xuống, nhưng mà tại vì hai anh em mình thì không có gì phải. Tại anh của em mau khóc lắm mọi người, em là cái đứa là ít khóc. Chưa bao giờ anh Dũng buồn vì Tiên không giúp đỡ anh Dũng cả. Tại vì anh Dũng biết là trong Tiên lúc nào cũng âm thầm. Tiên có thể là chỉ cho anh những cái bên ngoài, và anh tự hiểu là phải vì sao Tiên như thế. Và anh luôn luôn trân quý người em của anh. Không biết Tiên có biết không, nhưng mà anh nghĩ là Tiên biết là trong khoảng thời gian mà Dũng quyết định về Việt Nam và rời bỏ cái ngôi nhà thứ hai âm nhạc, mà cái nôi âm nhạc của Dũng, và cái cùng chặng đường nó không được suôn sẻ cho lắm. Thì hơn một năm trời, trong khoảng thời gian đó là em gần như là em cảm thấy là em bị trầm cảm, em không nói chuyện với ai hết. Em cô lập bản thân, Tiên có rủ em đi, em cũng ít gặp Tiên, tất cả mọi người. Nhưng mà em vực dậy bằng cách là em bảo là mình sẽ là người thua cuộc nếu như mình chấp nhận thua. Từ lúc đó là em cố gắng mỗi ngày, em phải hoàn thiện bản thân mình tốt hơn, để khi mình trở lại sân khấu, mình ra những ca khúc thì mọi người sẽ hiểu mình hơn, một Mai Thí Dũng trưởng thành hơn. Cho nên là Dũng muốn nhắn nhủ với các bạn yêu nghề và muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, nó chông gai lắm đúng không anh Thành? Không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ, nhưng mà các bạn phải cố gắng yêu hết mình, các bạn sẽ được tỏa sáng và nhận được sự hào quang rất là xứng đáng. Thật ra có một cái câu như thế này: cái người mà có tình yêu hết lòng sẽ không bao giờ sợ cái câu rằng là may mắn không mỉm cười với mình. Vấn đề mà chúng ta đi chậm hơn là do chúng ta đi sai cách, hoặc là cuộc đời nó thử thách mình lâu hơn thôi. Và ngày hôm nay cái việc mà Dũng có mặt ở đây á, nó không còn phụ thuộc vào cái chuyện là may mắn hay không may mắn. Bởi vì nếu không có thực lực, Dũng không thể nào có mặt ở cái vòng này với những cái giọng ca tầm cỡ đó được. Đây là những gì Dũng có được bằng sự cố gắng của Dũng, bằng chính thực lực của Dũng. Hãy yêu, hãy cứ tiếp tục tin, hãy cứ sống tích cực, bởi vì you deserve to have it. Yeah. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Có một cái nữa rằng là anh Dũng phải ra thêm nhiều bài hát hơn nữa đi. Yeah. Anh ơi. Mà hát ballad hay quá. Yeah. Chị ngồi đây và lắng nghe cái tình cảm của các bạn dành cho nhau làm cho chị rất là xúc động ấy. Những người mà sống nội tâm thì họ không dễ gì để rơi nước mắt trước mặt mọi người á. Yeah. Nhưng mà hôm nay Tiên thực sự là đã rơi nước mắt rất là nhiều á. Thì thường thế thì tình bạn như thế nó rất là đẹp. Đặc biệt là tình bạn ở trong nghề á. Dạ.
Và chị rất là đồng ý với Dũng là Dũng gửi một cái thông điệp đến cho các bạn trẻ á, là mình cứ yêu đủ đã mà mình đừng có mong nhận gì, rồi mọi chuyện nó sẽ an bài. Cái gì của ai sẽ về với người ấy. Và chị sẽ mong là được tìm hiểu về em nhiều hơn sau The Masked Singer này. Cảm ơn, cảm ơn chị Linh rất nhiều. Em cũng mong muốn được gặp chị, tại vì bao nhiêu năm chờ rồi, chưa bao giờ được em được đi cùng show với chị cả, chưa bao giờ cũng đứng trên sân khấu cả. Không ngờ tự nhiên mọi người bảo rằng hôm nay sẽ có chị Mỹ Linh. Em thích thú cho nên em phải hát ngay cái câu hát là của chị, hai bài hát mà em yêu thích tới bây giờ. Dạ vâng, cảm ơn em rất là nhiều. Mình sẽ được gặp nhau sớm nhở? Dạ chắc chắn chị. Bây giờ mình hát thôi. Anh Thành chúc cho Dũng sẽ có được thật nhiều bài hit sau chương trình này, và khán giả yêu mến Dũng thật nhiều. Khán giả sẽ hiểu Mai Tiến Dũng là một người như thế nào. Và giống như anh Thành với Tiên nói đó, tôi luôn muốn Dũng là hưu thần. Hãy là cái người hưu thần mà chịu chơi, chịu quậy, chịu bung xỏa, chịu là chính mình. Đừng sợ cái gì nữa hết, động đất sẽ không xảy ra ở Việt Nam. Tin tôi đi, hãy chịu khó sâu cá tính mình ra. Không, nhưng mà nếu mà em mà đã sẵn có kim cương rồi thì biết chỗ bán rồi đó. Ủa? Hợp lý, anh Thành, bây giờ mà mới ra anh có một cơ sở kim cương nữa hả? Có, liên hệ Lý Giả Kỳ. Trời đất ơi anh tôi. Vì anh Thành ơi, thì xin cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều. Mỗi lần mà Dũng đứng dưới cái mascot. Hu đi, cứ hu đi. Cái tên nó dễ thương mà. Mà Dũng thấy thì anh Trấn Thành dành cho Dũng những cái tình cảm, mặc dù cảm xúc của Dũng chỉ là những cái bản năng khi Dũng hát thôi, cảm xúc thật Dũng đưa vô, nhưng mà Dũng lại chạm được tới anh Thành. Và anh Thành, những tiếng vỗ tay của anh Thành, những lần mà nước mắt anh Thành rơi làm em xúc động, em sợ em hát không được những lúc đó luôn. Dạ, cảm ơn anh Thành rất nhiều ạ. Yeah. Một lần nữa, thank you The Masked Singer Việt Nam đã cho Dũng cơ hội đến đây và mạnh dạn để đổi cái mascot và là chính mình. Là chính mình. Thank you so much. Thank you. Yes. It's your turn. Chào mừng nè, đã tỏa sáng rồi. Bây giờ là bừng sáng. Xin mời anh Mai Tiến Dũng với bài hát của mình ạ. Và sau đây sẽ là một ca khúc mà Dũng sẽ cho ra mắt. Phúc ơi, anh ra mắt liền ngay cho em đây. Một ca khúc mới hoàn toàn mà Dũng mong rằng mọi người sẽ yêu thích nó. Ngay sau đây, một sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân. Ca khúc được mang tên Người Như Anh. Xin mời cùng lắng nghe ạ.
trái tim em còn, còn mong nhớ anh từng giờ. Nỗi đau anh biết rằng là thật khó để mình quên đi, và anh cũng chẳng làm sao để xóa đi được. Dù đôi lúc anh bận khóc bao đêm, chẳng biết bao lâu anh quên ngày mình bên nhau. Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời, một người mãi luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ làm em khóc. Nước mắt cho em đã quá đủ rồi, nỗi xót xa em nhận lấy nhiều rồi. Xin lỗi anh không như những gì mà em mong. Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời, một người mãi luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ làm. Và quý vị, em cảm giác này là sở trường chính của ảnh này nè. Đầy cảm xúc. Dạ, đầy cảm xúc luôn. Hát này nhiều em rơi rụng tim. Nên nha, nên ra nhiều bài ballad nha, nên nha. Cái người này sinh ra là để hát ballad. Giọng tình cảm quá. Và một lần nữa thì cho phép chương trình The Masked Singer Việt Nam gửi lời cảm ơn đến những đóng góp, những sự hy sinh thầm lặng của Mai Tiến Dũng. Cũng bỏ mấy show đó chứ. Nhiều lắm à. Tâm sự với em bỏ nhiều show lắm đó. Bỏ nha. Nhưng mà sẽ nhận lại được những gì xứng đáng nhiều nhất. Hơn rất nhiều à. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Văn Dũng ngày hôm nay. Và hy vọng tất cả khán giả sẽ dành tình yêu nhiều hơn cho Hữu Thần, cũng như là sắp tới bài hát này sẽ lên top 1 trending trong vòng 1 nước nhạc thôi ạ. Đặc biệt hơn nữa sẽ kính show từ đây về sau. Người ví dụ. Thank you to Masked Singer Việt Nam rất nhiều. Và xin cảm ơn ban nhạc Hoài Sa. Và dĩ nhiên tụi em cũng sẽ hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian, cũng nhín bớt show lại để gặp gỡ lại khán giả trong một buổi hòa nhạc vô cùng độc đáo của tụi em. Hy vọng anh sẽ hóa thân tiếp tục vào vai Hữu Thần ạ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người tại All Star Concert. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất. Mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn. Chương trình The Masked Singer Việt Nam do Vion và V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2 V Channel. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để xem sớm nhất The Masked Singer Việt Nam, thưởng thức hàng ngàn những bộ phim 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Vion không thể rời mắt. Hãy phiêu theo vz.vn. Siêu vũ trụ giải trí đa từng đối tác truyền thông chính thức để cập nhật những nội dung độc quyền. Và nhân đây chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu siêu thứ thẻ, sở hữu thẻ tín dụng trực tuyến trong 30 phút, những ngày vé The Masked Singer All Star Concert. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, bung cùng nhạc chất. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đêm bán kết của The Masked Singer Việt Nam. Cảm ơn The Masked Singer một lần nữa đã thuyết phục Dũng tham gia chương trình, thuyết phục Dũng
hãy là chính mình, The Mascot yêu thương, để khiến khán giả có thể hiểu mình hơn và lắng nghe nhiều ca khúc tâm sự mà mình dành cho chương trình hơn. Hưu Thần xin chào tạm biệt The Masked Singer Việt Nam và mong rằng quý vị sẽ yêu mến phiên bản Hưu Thần của Du, phiên bản của Mai Tiến Dũng nhé. Tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với đêm bán kết của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ Mặt Nạ. Chúng tôi sẽ mang đến đây một người thách thức, và là người thách thức hết tất cả top 4 của chúng ta để giành lấy một tấm vé vào đêm bán kết. Chỉ vì một sự thách thức mà chấp nhận ngay thì tôi nghĩ là có công bằng hay không? Mascot này sẽ xuất hiện và hát một ca khúc, nhưng phải được sự chấp thuận của tất cả khán giả cũng như hội đồng cố vấn. Wow, hay, tức là phải rất xuất sắc. Và để đưa ra lời thách thức này là một nhân vật em nghĩ là cũng phải tầm cỡ. Anh Hà Anh Tuấn, Eric, Hoàng Dũng, Molo à? Nếu mà làm Molo thật thì vui đấy. Và đó chính là Hoàng Tử Rồng. Trời ơi! Khán giả và hội đồng cố vấn xin những người quyết định xem Rồng có lọt top 5 của chương trình The Masked Singer hay không. Bình chọn bây giờ luôn. Vâng ạ, bình chọn ngay bây giờ luôn. Chín mươi một phẩy 26% lượt bình chọn Hoàng Tử Rồng. Bạn sẽ chính thức trở thành một thành viên của The Masked Singer Việt Nam. Bốn chiến binh mạnh nhất của chúng tôi hát một mình đã khó đoán rồi. Bây giờ họ còn có sự trợ giúp từ những người thân, và đó chính là kìa, nhảy kìa. Trời ơi, có sen, bây giờ có súng. Nếu mà có súng ở đây là chỉ có hát bài bèn bèn thôi nè. Em là súng để ăn chứ không phải để bắn. Bà súng nửa giống Thanh Ngọc, nửa giống Võ Hạ Trâm. Đừng, tôi lại hoang mang, tôi nói ủa vậy bà xem bà là ai? Là chị có bà súng chứ ai nữa mà không hỏi nè. Ố lên đèn là May lên đồ nè. Ừ. Nhưng mà bây giờ em cũng tò mò về cái người song hành với May ngày hôm nay nha. Em muốn là một nam nào đó nam. Hay là Eric không? Không, không lẽ là có ba người. Em nghi quá. Thực ra thì anh Hành cũng đã hỏi rồi thì em là bất thiệt. Thôi á. Đón xem tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion, kênh truyền hình HTV2 V Channel. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Vion.